Oh, tối hôm nay uh, cuối tuần uh... rồi uh, ok thiện đã xong rồi chuẩn bị xong rồi ha rồi những anh chị nào uh, nghe rõ thì nói thì có thể là comment số 1 được không ạ rồi rất là tuyệt vời uh, vài hôm uh, nay là chúng ta chưa được gặp nhau đúng không ạ thì uh, tối ngày hôm nay uh, cuối tuần thì thiện cũng uh, chia sẻ cho anh chị về một số kiến thức về uh, làm như thế nào để có thể là ứng dụng luật nhân quả trong kinh doanh uh, và lời đầu tiên thì chúc cho tất cả anh chị uh, đang xem trực tiếp trên tất tất cả các cái trang uh, online của thiện ha Chúc cả nhà chúng ta có một buổi tối tràn đầy năng lượng Rồi, rất là tuyệt vời à, Và tối ngày hôm nay, à, những anh chị nào mà chúng ta đã vào sớm rồi Những anh chị chưa thấy bạn bè của mình vào Thì hãy gửi uh, link để cho bạn bè của mình vào sớm nhất có thể được không ạ? Rồi, rất là tuyệt vời Chúng ta chờ... còn 60 giây nữa là chúng ta sẽ bắt đầu chương trình anh chị nha Nhớ là gì ạ? À? Những anh chị nào mà học nghiêm túc Thì chúng ta chuẩn bị cho mình một ly nước bút vỡ đầy đủ Để chúng ta bắt đầu buổi tối ngày hôm nay rồi rất là tuyệt vời. Bao nhiêu chào thiện hỏi tất cả các anh chị là ạ? Dạ, bao nhiêu đóng số anh chị ở đây là chúng ta đang có một cái công việc kinh doanh ạ. À? Hoặc là những anh chị nào chúng ta, những anh chị nào đang kinh doanh thì chúng ta có thể là comment số 2 được không ạ? Còn những anh chị nào mà chúng ta uh, chưa có một cái công việc kinh doanh nào mà chúng ta cũng muốn là gì dạ, uh, Tìm kiếm một cái cơ hội kinh doanh uh, để mong muốn là thay đổi được cái thu nhập của mình, uh, mong muốn thay đổi cuộc sống của mình có được cái cuộc sống tốt hơn về tài chính uh, thì có thể là comment số 3 được không ạ? Wow, rất là tuyệt vời thì chương trình này thì cũng sẽ dành cho tất cả những anh chị đang kinh doanh và đặc biệt là những anh chị mà đang gọi là mong muốn đi tìm kiếm một con đường đi tìm kiếm một cái định hướng nào đó để chúng ta có thể là thay đổi cuộc sống của mình về cuộc sống về tài chính à, và à, sao ạ? rất là tuyệt vời là tối ngày hôm nay à, thì thiện cũng sắp xếp được thời gian của mình cho nên là mình cũng sẽ chia sẻ cho anh chị trong buổi tối này thì khoảng à, à, hơn một tiếng đồng hồ để anh chị có thể là nắm hết tất cả những kiến thức bởi vì anh chị hình dung là gì có một điều là gì, phi thương thì bất phú đúng không ạ, chúng ta hay nghe câu này rất là nhiều Bởi vì kinh doanh thì mới có thể là à, có được cái cuộc sống tốt nhất thôi Tự do thời gian, tự do tài chính à, và trở nên giàu có thôi à, Còn làm thuê thì biết rồi, à, làm thuê thì có không bao giờ mà thay đổi được cái cuộc đời của mình tốt hơn được Làm thuê thì có suốt cuộc đời 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa thì nó cũng như vậy thôi Được không ạ, và anh chị thấy là gì ạ, à? anh chị cứ đi ra ngoài đường anh chị thấy hoặc là À, thấy rằng là những người thành công, những người giàu có thì sao ạ? À? Anh chị hỏi họ thử đi Họ là ai ạ? À? Họ là chủ doanh nghiệp này, chủ doanh nghiệp kia Họ cũng đang kinh doanh sản phẩm này, kinh doanh dịch vụ kia Đúng không anh chị? 99% 90%, 90 đến 95% là đa số là kinh doanh hết Thì họ mới, 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 sao ạ? À? Họ mới trở nên thành công như vậy Cho nên là chỉ có một con đường thôi anh chị Bây giờ muốn thành công thì chúng ta phải tìm cái người nào Mà họ đã thành công như mình muốn rồi Thì chúng ta học từ họ thôi, đúng không ạ? À? Và Thiện thấy một cái con đường mà rất là nhiều người, họ đã thay đổi được cuộc đời của họ, họ thay đổi được cuộc sống của họ tốt hơn, đó chính là thông qua kinh doanh anh chị. Và bản thân Thiện thì cách đây hơn 2 năm trước anh chị, cách đây hơn 2 năm trước thì mình cũng rất là khao khát, rất là mong muốn đi tìm kiếm một cái con đường thành công cho chính bản thân của mình. Bởi vì Thiện thì hiện tại thì năm nay mình chỉ có mới là 24 tuổi thôi anh chị. Và cách đây hơn 2 năm trước thì bản thân của Thiện thì cũng rất là khao khát, kinh doanh khao khát đi tìm kiếm con đường thành công cho mình để mình mong muốn là có một cuộc sống tốt hơn bởi vì bản thân của thiện thì à, sinh ra trong một gia đình nó không có được gọi là giàu có đâu mình xuất phát từ nhà nông mà bố mẹ mình làm nông mà à, thì anh chị hình dung rồi à, thì ở nhà nông thì chủ yếu là cái thu nhập đến từ đâu ạ à? À, thu nhập đến từ mình dựa vào ruộng đất nè à, rồi à, cũng đi làm thuê để có tiền thôi à, và mình thấy rằng là gì à, bố mẹ của mình làm hoài làm hoài nhưng mà suốt cuộc đời nhưng mà thấy chưa thấy gọi là thành công đâu cả, chưa thấy mà tự do tài chính có cuộc sống tốt hơn cả, cho nên là mình thấy rằng là gì Ô, thôi bố mẹ sao mà làm vất vả thế nhưng mà chưa có được cuộc sống tốt nhất và mình thấy cái, cái 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 hoàn cảnh gia đình của mình mình không chấp nhận và mình mới đi tìm kiếm con đường thành công cho mình à, và sau một thời gian à, đi tìm kiếm thì mình cũng đã biết được một cái công thức mình biết được một con đường đó chính là gì ạ, à? phi thương thì bất phú chỉ kinh doanh mới thay đổi được cuộc sống của mình thôi À, và thực sự là rất là may mắn thì thiện cũng đã à, học tập phát triển bản thân trong suốt hơn hai năm qua à, vừa học tập vừa ứng dụng học từ những kiến thức của những người thành công thực sự học từ những kiến thức của những anh chị à, doanh nhân họ đi kinh doanh họ đã đạt được kết quả thành công thực sự rồi à, và thiện cũng đã ứng dụng theo và à, đến thời điểm hiện tại mình cũng đã thay đổi được cái cuộc sống à, tự do thời gian tự do tài chính mình có thể là à, đi đến bất cứ nơi đâu mà mình muốn đúng không ạ à? Và sao ạ? À? À, thì cũng à, anh mừng ghi nhận thành công với anh chị là mình nhìn lại cái hành trình của mình cách đây hơn 2 năm trước anh chị, mình không có gì cả. Nhưng mà mới à, vừa rồi á thì mình mới nhìn lại cái hành trình của mình. Trong à, hơn một năm vừa qua mình học tập, làm việc nghiêm túc thì mình thấy rằng là gì? Cái thành công lớn nhất của mình là gì ạ? À? Mình tổng kết là trong 2 năm gần 2 năm vừa qua thì mình cũng đã à, bước ra thế giới và mình cũng đi đã được à, đi du lịch vòng quanh thế giới trên gọi là gần 10 quốc gia rồi. Đó, cho nên là sao ạ? À? mình thấy được cái sự thành công của mình mình à, ghi nhận cái điều đó và thực sự nếu như làm thuê thì mình không có được cái cái cuộc sống tuyệt vời như vậy đâu ạ à. và ngày hôm nay thì thiện cũng muốn chia sẻ lại với anh chị về một cái kiến thức để giúp cho anh chị đạt được cái kết quả thành công bứt phá trong công việc kinh doanh của mình và những anh chị nào mà chúng ta chưa kinh doanh cũng không sao học được hết bởi vì sao ạ à? muốn thành công thì phải có kiến thức trước bởi vì không có ai kinh doanh thành công mà, mà mà không có ai mà sử dụng một cái đầu rỗng đi ra ngoài kia kinh doanh mà thành công cả thiện chưa thấy được không ạ à? và có nhiều người họ nói với thiện rằng là gì đọc sách mà giàu thì ai cũng cũng giàu hết rồi thì ai cũng đọc sách giàu hết rồi à, và nhiều người nói rằng là gì học tập phát triển bản thân nếu mà giàu thì ai học tập phát triển bản thân cũng giàu hết rồi đúng không ạ à? nhưng mà thực sự thì muốn nói với anh chị một điều là gì đọc sách thì chưa chắc là giàu nhưng mà thiện chưa thấy một người thành công và giàu có nào mà họ không đọc sách cả thiện chưa thấy một người thành công và giàu có nào mà họ không học tập phát triển bản thân cả anh chị hình dung được không ạ à? cho nên là sao ạ à? chúng ta đừng có giới hạn suy nghĩ của mình chúng ta đừng có để những cái à, niềm tin à, không hỗ trợ sự thành công đó nó làm cho bản thân của mình nó 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 nó, nó, nó thiếu đi cái sự phát triển nó không chịu phát triển anh chị hình dung được không ạ à? quan trọng là mình học và mình ứng dụng được không ạ à? quan trọng là mình học và mình ứng dụng thì ngày hôm nay thì chia sẻ cho anh chị Vừa kiến thức, vừa hướng dẫn ứng dụng luôn. Được không ạ? À? Bởi vì đi học mà mới biết cách làm chứ. Bây giờ không không đi học mà sao biết cách làm. Có nhiều anh chị bây giờ cũng muốn kinh doanh thành công lắm chứ. Nhưng mà đâu có chịu đi học đâu. Cứ ra làm trước không à. Và kết quả cuối cùng là sao ạ? À? Đâu có bán được hàng đâu. Đâu có lợi nhuận đâu. Và gặp à, trong cái thị trường nền kinh tế khó khăn như vậy. Thì sao ạ? À? Công việc kinh doanh của họ chừng lại hết và thiện đã gặp rất rất là nhiều anh chị hiện tại đang gặp tình trạng như vậy rồi bởi vì hàng ngày thiện nói chuyện với biết bao nhiêu người anh chị hàng ngày là thiện hỗ trợ rất rất là nhiều anh chị họ cũng đang kinh doanh spa họ cũng đang kinh doanh quần áo họ cũng kinh doanh cà phê nói chung là tất cả kinh doanh mỗi ngày thiện điện rất là nhiều cuộc điện thoại cho những anh chị đó và thiện hỗ trợ cho những anh chị đó học tập và phát triển để thay đổi lại cái kết quả kinh doanh của họ bởi vì có một điều là gì ạ à? tư duy cũ kiến thức cũ cách làm cũ theo anh chị có kết quả mới được không ạ à? chắc chắn là không được tư duy cũ kiến thức cũ cách làm cũ công việc cũ nó chỉ mang lại kết quả cũ thôi bây giờ muốn cái kết quả thay đổi muốn kết quả mới thì bắt buộc mình phải thay đổi gì ạ tư duy mới kiến thức mới đúng không anh chị cách làm mới thì mình mới có kết quả mới được đúng không anh chị rồi rất là tuyệt vời hàng ngày thì uh, thiện cũng uh, chia sẻ với uh, trong nhóm học tập trong các buổi zoom câu lạc bộ thì hàng ngày có các buổi zoom uh, hàng ngày phát triển bình thường thì uh, các bạn cứ tham gia học tập nha ok các bạn cứ tham gia học tập mình sẽ hỗ trợ chia sẻ những kiến thức cho các bạn thôi các anh chị uh, học tập luôn uh, tất cả những anh chị đến với thiện đều là xem trực tiếp trên live stream hoặc là xem qua những cái video của thiện hết mà uh, quan trọng là sao bạn à? uh, mình giúp được gì cho những anh chị đó mình giúp được gì cho các anh chị mà đang uh, À, kinh doanh đó được không ạ? Bởi vì mình ở à, thực sự túi của thiện thì không có nhiều được không ạ? Túi của thiện thì chắc chắn không nhiều bằng tất cả những anh chị ở đây. Bởi vì thiện mới sinh năm 99 này. Kinh nghiệm cũng không bằng tất cả các anh chị ở đây. Ờ, anh chị kinh nghiệm lâu năm 30 năm, 40 năm đúng không ạ? Nhưng mà có một điều rằng là gì ạ? Nếu như cái kết quả tài chính của anh chị, kết quả kinh doanh của anh chị nó chưa đạt được cái sự thành công. Thì theo anh chị, anh chị có cần thay đổi Học cái cách mới không ạ à? Và bây giờ Thiện biết cái cách đó Và nó đã giúp cho bản thân của Thiện Thay đổi kết quả rồi Và Thiện đã giúp cho nhiều anh chị khác Cũng ứng dụng và cả cải thiện rồi Thì bây giờ anh chị có muốn học cái cách đó Và hồi năm số anh chị muốn học thì comment số 1 được không ạ à? Rồi Và Thiện cũng muốn Định hình lại cho anh chị một điều Đó chính là gì ạ để thay đổi cuộc đời của mình, để thay đổi cuộc sống của mình. Thì có một con đường giúp cho anh chị thay đổi cuộc sống của mình, tài chính của mình là tốt nhất nha. Nó sẽ có rất nhiều con đường, nhưng mà cái con đường mà giúp cho cuộc đời của mình tốt nhất và thiện thấy rất là nhiều người ngoài kia, họ cũng đang đi theo con đường này. Đó chính là kinh doanh đúng không ạ? Phi thương thì bắt phú, anh chị cũng biết rồi. Kinh doanh thì mới giàu, đúng không ạ? bán hàng thì mới có thể kiếm được nhiều tiền được. Đúng không ạ? Bởi vì anh chị hình dung là kinh doanh bản chất nó là buôn bán mà kinh doanh bản chất nó là đi buôn bán. Đúng không ạ? Nếu như anh chị đang là một chủ doanh nghiệp hoặc là anh chị đang có một cái công việc kinh doanh tự làm chủ cho chính bản thân của mình, hoặc là anh chị đang kinh doanh một cái sản phẩm dịch vụ nào đó đi. Được không ạ? Mà anh chị không giỏi việc bán hàng, anh chị không giỏi việc quảng bá thì chắc chắn chúng ta rất là chưa dễ thành công. Chắc chắn là chúng ta sẽ gặp rất là nhiều cái rắc rối về vấn đề tài chính đúng không ạ? À? Đúng không anh chị? Và cái lý do đầu tiên khiến cho công việc kinh doanh của anh chị nó không phát triển được thì sao ạ? À? Không kiếm được tiền. Nó không phải đến từ cái việc là chúng ta chỉ chăm chỉ, chúng ta nỗ lực, chúng ta thức khuya, chúng ta dậy sớm, chúng ta cống hiến hết mình cho công việc kinh doanh của mình đâu ạ. À? Mà bởi vì mình làm những cái chiến lược, cái kế hoạch làm việc nó không hiệu quả bởi vì anh chị hình dung là gì nếu như mà anh chị đi đúng con đường đúng chiến lược mà chưa có kết quả gọi đúng con đường đúng chiến lược mà chưa có kết quả thì sao ạ à? thì bây giờ mình 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 sẽ thấy rằng là gì ô bởi vì mình cố gắng mình làm tiếp thôi nhưng mà bây giờ có nhiều anh chị cũng làm cố gắng chăm chỉ vất vả mà vẫn chưa ra kết quả thì tất cả nghĩa là cái chiến lược của mình sai chưa đúng mình phải tìm lại cái con đường đúng chiến lược đúng để mình đi bởi vì anh thiện biết rằng tất cả những anh chị mà đi kinh doanh là kết quả cuối cùng là gì chúng ta mong muốn thay đổi cuộc sống của mình đúng không ạ chúng ta mong muốn trở nên thành công tự do tài chính muốn giàu có không ạ đúng không anh chị không ai mà đi kinh doanh mà nói rằng tôi muốn có thu nhập ổn định cả những người mà họ nói rằng là gì chị đi kinh doanh để chị mong muốn kiếm một cái thu nhập nó ổn định nó tốt hơn thế thì bây giờ đi làm thuê có thu nhập ổn định hơn tốt hơn đúng không ạ một khi mà đã đi kinh doanh thì là nói chính xác là đi làm giàu được không ạ? À? chứ không ai đi kinh doanh mà kiếm thu nhập ổn định cả, đi thu nhập ổn định đi kiếm công việc khác làm ổn định hơn đúng không ạ? À? À, đúng không anh chị? cho nên là sao ạ? À? nếu như kết quả tài chính trong công việc kinh doanh của anh chị nó chưa phát triển nó chưa bùng nổ tức có nghĩa là gì? cái kế hoạch làm việc của anh chị thứ nhất là gì? kế hoạch chưa cụ thể chưa rõ ràng thứ hai là gì? chúng ta không có một cái phương hướng định hướng chiến lược cụ thể và rõ ràng và thứ ba là gì chúng ta bị mất tập trung được không ạ à? và chúng ta bị thiếu kiến thức đúng không anh chị và nhiều anh chị cứ nói là tại sao công việc kinh doanh của tôi tôi chưa phát triển công việc kinh doanh của tôi à, làm hoài mà nó chưa gia tăng thu nhập bởi vì bạn có chịu phát triển bản thân đâu được không ạ à? bởi vì hãy nhớ rằng là gì số tiền mà bạn nhận được nó không bao giờ lớn hơn vượt trên cái sự phát triển bản thân của bạn anh chị hãy nhớ điều này. Bởi vì sao ạ? À? Bạn phát triển thì tài chính của anh chị nó mới phát triển được. Bởi vì anh chị hình dung là gì? Thị trường thì luôn luôn thay đổi, đúng không ạ? À? Có lúc nào anh chị thấy không ạ? À? 3 tháng trước với 3 tháng sau theo anh chị thị trường có thay đổi không ạ? À? một năm trước với một năm sau thị trường có thay đổi không ạ? À? Thị trường luôn luôn thay đổi, luôn luôn phát triển mà nếu như anh chị không chịu phát triển, không chịu thay đổi thì thiện khẳng định một điều rằng kết quả kinh doanh của anh chị đi ngược lại hết đúng không ạ nhu cầu con người nhu cầu của thị trường mỗi ngày mỗi thay đổi đúng không ạ có thể là ngày hôm nay khách hàng cần cái nhu cầu sản phẩm của anh chị nhưng mà ngày mai thì sao ạ họ lại tìm kiếm một cái cơ hội khác họ tìm kiếm một cái sản phẩm dịch vụ khác tốt hơn đúng không ạ và cái người nào mà họ phát triển bản thân của họ lên họ nắm bắt là gì à tôi phải ra những cái sản phẩm tuyệt vời hơn cao cấp chất lượng hơn thì họ sẽ sẵn sàng phục vụ tốt hơn, dịch vụ cao cấp hơn cho những người mà họ chia sẻ, cho những người mà họ có nhu cầu cao hơn. Còn chúng ta không chịu phát triển, chúng ta cứ ôm khư 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 cái công việc kinh doanh của mình. Bản thân của mình thì không phát triển, công việc kinh doanh của mình không có cái gì đổi mới hết. Tư duy thì vẫn giữ im, mà cứ ngồi chờ một chỗ là tại sao công việc kinh doanh của tôi nó không gia tăng lên. Bởi vì bạn có gia tăng bản thân của mình lên đâu. Bạn có chịu phát triển bản thân, phát triển uh, trí tuệ của mình lên đâu được không ạ? À? Mà cứ ngồi đó chờ là thu nhập phải gia tăng, lợi nhuận phải gia tăng, không có đâu anh chị, được không ạ? À? Và ngày hôm nay thì thiện cũng chia sẻ với anh chị về cái luật nhân quả trong kinh doanh. Anh chị nào mà đang kinh doanh mà hiểu về luật nhân quả thì nói một điều cực kỳ là anh kinh, anh chị kinh doanh rất là hạnh phúc luôn. Kinh doanh, chúng ta kiếm được tiền để chúng ta làm gì? Chúng ta hưởng được cái cảm giác hạnh phúc. Kinh doanh để cái việc là gì? Chúng ta giúp đỡ khách hàng, được không ạ? À? kinh doanh bằng sự hạnh phúc bởi vì thiện thấy có rất là nhiều người ngoài kia họ kinh doanh họ kiếm được tiền nhưng mà trong lòng của họ cảm thấy nó làm sao sao đôi lúc có nhiều anh chị kinh doanh mà tối về thì anh không ngon ngủ không yên bởi vì sao ạ à? chúng ta làm có thể là làm những cái gì đó nó chưa ok thì ngày hôm nay thiện sẽ chia sẻ cho anh chị về luật nhân quả trong kinh doanh chỉ cần anh chị nắm cái quy luật nhân quả trong kinh doanh anh chị sẽ thấy công việc kinh doanh của mình phát triển cực kỳ nhanh và anh chị sẽ yêu thương khách hàng của mình rất là nhiều và bởi vì khi mình yêu thương khách hàng càng nhiều thì khách hàng sẽ sẵn sàng trả rất nhiều tiền cho anh chị luôn. Bao nhiêu đồng số anh chị muốn biết bí quyết này thì có thể ở comment số 1 được không ạ? À? Và nói về khái niệm về luật nhân quả, có nhiều anh chị thì uh, cũng uh, đa số chúng ta cũng nghe ông bà bạn bè những người xung quanh uh, cũng nói rằng là gì em ơi, luật nhân quả là có, là như là 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 gieo cái gì cái đấy luật nhân quả thì sao ạ? À? à gieo thì chắc chắn gạt đúng không? Đúng không anh chị? và luật nhân quả anh chị thì nó là một cái quy luật bất biến của vũ trụ này. Dù anh chị có tin hay không tin nó vẫn luôn hiện hữu xung quanh trong cuộc sống của chúng ta. Anh chị có tin hay không tin nó vẫn đang hiện hữu thôi. Anh chị hình dung được không ạ? À? Và trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta sinh ra và sống trong cái vũ trụ này thì nó có tới 6 cái quy luật. Nhưng mà ngày hôm nay thì anh sẽ chia sẻ quy luật trong kinh doanh đó là quy luật nhân quả. Còn năm quy luật kia thì trong buổi livestream khác thì anh sẽ chia sẻ cho anh chị 6 quy luật của vũ trụ, được không ạ? À? Ừ. tuyệt vời và à, chúng ta hay nghe là gì con ơi con cứ ở hiền thì gặp lành đi à, gieo nhân tốt thì gặt một bầu trời quả ngọt gieo nhân thiện thì cỡ nào cũng gặt được à, những cái điều tốt đẹp cho nên là làm cái việc gì là cũng phải tích đức tích phúc để sau này à, hưởng đúng không anh chị đúng không ạ và anh chị hình dung là gì luật nhân quả nó không chỉ ứng dụng trong cái cuộc sống đời thường của chúng ta đâu ạ mà luật nhân quả nếu như anh chị là một doanh nhân thì anh chị cũng phải hiểu rõ về luật nhân quả này được không ạ à? nó áp dụng vào công việc kinh doanh của mình luôn nó áp dụng vào cái kết quả tài chính trong kinh doanh của mình tại sao nó chưa gia tăng thì bởi vì anh chị chưa ứng dụng đúng luật nhân quả cho nên là tài chính của anh chị nó không gia tăng có nhiều anh chị kinh doanh kiếm rất nhiều tiền nhưng mà tại sao sau một thời gian anh chị cứ để ý đi những người mà họ kinh doanh họ kiếm rất nhiều tiền nhưng mà để ý sau vài tháng sau có thể là họ kinh doanh một cái cái gì đó mà không 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 ok đi anh chị để ý họ làm ra nhiều tiền lắm và sau một thời gian Anh chị sẽ thấy là Trong gia đình của họ Cuộc sống của họ Tài chính, sức khỏe, mối quan hệ Đều gặp rắc rối và vấn đề hết Anh chị cứ để ý đi nha Những cái người nào mà họ mà Giàu có Mà họ làm những cái điều không tốt Mà họ giàu có mà họ bị một cái gì đó Không có an toàn với chính bản thân của họ Và gia đình của họ đó Thì tức có nghĩa là Trước đó họ đã kinh doanh không có đúng với những quy luật trong nhân quả rồi được không ạ bởi vì sao ạ cái kết quả đó nó đến từ đâu cái kết quả mà họ nhận được đó nó đến từ cái nhân cái nhân trước đó họ đã gieo được không ạ trước đó họ đã gieo để là có gieo thì cỡ nào cũng phải gạt mà tác động thì phản ứng chứ không có cái gì trên vũ trụ này mà nó nói là gì Ô, tự nhiên nó xảy ra thực sự anh chị là hình dung là gì sống trong cuộc sống này tất cả mọi thứ đều thuận theo quy luật của nhân quả hết không có cái gì mà nó ngẫu nhiên nó xảy ra trong cuộc đời của mình cả anh chị hình dung được không ạ ví dụ như bây giờ anh chị đang là một chủ doanh nghiệp anh chị đang kinh doanh một cái um, sản phẩm nào đó chất lượng anh chị mang lại cái giá trị cho khách hàng giúp cho khách hàng sử dụng sản phẩm khách hàng xài là hài lòng đón nhận mua sản phẩm của anh chị họ cảm thấy là gì hạnh phúc vì điều đó giúp bởi vì giúp được họ đi ví dụ như một sản phẩm về uh, chăm sóc sức khỏe cho họ đi cũng được, họ sử dụng và họ thấy cải thiện tốt và họ cảm thấy hạnh phúc vì điều đó khi mà sử dụng sản phẩm dịch vụ của anh chị thì có phải là chúng ta mang lại niềm vui và hạnh phúc cho cái người khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ của mình không ạ? À? Theo anh chị là một mình họ hạnh phúc hay là khi mà họ hạnh phúc họ khỏe mạnh thì cả gia đình họ cũng vui à? Đó chính là cái nhân tốt đó, đó là cái nhân tốt anh chị phải cho khách hàng của mình thì theo anh chị nè khi mà anh chị giúp được một người khách hàng như vậy rồi theo anh chị họ có muốn giới thiệu nhiều người khách hàng đến với anh chị không ạ à? đầu tiên là họ nha theo anh chị làm sao họ có muốn là quay lại mua sản phẩm dịch vụ của anh chị không ạ à? có đúng không và họ có giới thiệu nhiều người bạn bè người thân trong gia đình đến để mua sản phẩm dịch vụ của anh chị nữa không có đúng không anh chị đúng không? mình biết rằng là gì mình kinh doanh Đầu tiên nó ra là lợi nhuận. Nhưng mà cái việc mà bán hàng nè mang lại cái giá trị tốt cho khách hàng. Được không ạ? À? Thì sao ạ? À? Thì điều đó tuyệt vời hơn nữa. Ông qua cái số tiền mà mình nhận đó đó. Không chỉ là chúng ta nhận tiền không đâu, mà chúng ta đang tích một cái ngân hàng gọi là bình thường thì chúng ta mở thẻ ngân hàng thì có ngân hàng này, ngân hàng kia, đúng không anh chị? Là ngân hàng về về vật chất về tiền bạc đó nhưng mà hãy nhớ rằng là gì tất cả chúng ta đều có một cái ngân hàng nữa mà chúng ta hay nói là gì à? ngân hàng phúc đức đúng không ạ à? cái người mà họ có phúc đó, thì mặc sức mà hưởng đúng không anh chị Vậy thì cái phúc đó đến từ đâu à cái phúc đó đến từ cái việc ngày hôm nay chúng ta kinh doanh chúng ta làm những điều tốt đến cho khách hàng và những cái người đến bên cuộc đời của mình thì sao ạ à? thì cái ngân hàng phúc đức đó nó sẽ tích góp tích góp tích góp dần. Anh chị hình dung được không ạ? À? Mặc dù chúng ta không thấy nha. Nhưng mà sao ạ? À? Nó là quy luật của vũ trụ. Ờ nó nó không thấy, chúng ta không thấy nhưng mà nó có đó. Đúng không ạ? À? Bây giờ thay vì bây giờ anh chị giúp cho một người họ có cuộc sống tốt hơn thì anh chị đang gieo một cái phúc đức tốt đúng không ạ? À? Nhưng mà sao anh chị giúp cho một trăm người có phải là cái phúc của anh chị nó tích nhiều hơn đúng không ạ? À? Ờ, nhiều hơn nhiều hơn và chúng ta làm cái việc đó mỗi ngày mỗi ngày thì có phải là chúng ta có một cái ngân hàng phúc đức cực kỳ lớn không ạ? À? Người ta nói là gì? Có phúc thì mặc sức mà hưởng Cho nên là có nhiều người á, có nhiều người tại sao mà họ trong nhân họ làm trước kia họ làm những cái điều rất là tốt rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Họ làm những điều rất tốt rất là tuyệt vời nhưng mà trong quá trình uh, cuộc sống của họ, họ gặp một cái vấn đề gì đó trong cuộc sống đó. tự nhiên cái là cái điều đó nó cái vấn đề đó nó đi qua một cách dễ dàng luôn à anh chị biết sao hả bởi vì họ đã tích đức được cái ngân hàng phúc đức của họ trước đó rồi còn có nhiều người á trước đó là họ không có tích đức mà họ làm những cái việc mà đi gieo nghiệp họ làm những cái việc không tốt đến người khác và đến khi mà bản thân họ hoặc là trong cái gia đình của họ gặp ra một cái vấn đề gì đó tự nhiên là gì ạ? À? cái vấn đề nó không được giải quyết mình mà nó càng ngày nó càng ập tới nhiều cái vấn đề khác nữa bao nhiêu trong số anh chị thấy rất là nhiều người bị cái điều đó ờ, thiện chia sẻ rất là thực tế luôn nó đúng theo quy luật của vũ trụ luôn không có sai được đâu ờ, nó không có sai được quy luật của vũ trụ là quy luật là gọi là gì à? bất biến của vũ trụ mà nó đúng với tất cả mọi người mà nó đúng với người khác thì nó cũng đúng với mình chứ không phải là đúng với người khác nhưng mà không phải là nó không đúng với mình đâu ạ à. đúng không ạ? cho nên là gì ạ? chúng ta hãy tập trung, chúng ta kinh doanh, chúng ta làm sao để mang lại những điều tốt đẹp đến cho những khách hàng của mình để họ có thể là quay lại, họ mua sản phẩm dịch vụ của mình và họ giới thiệu và giúp đỡ thêm cho nhiều người khác, đúng không ạ? cái hạt giống đó nó sẽ nhân ra nhiều, nhiều hơn nữa, nó nhiều cái quả ngọt hơn nữa. và bản chất luật nhân quả là gì? nhân, nhân là gì ạ? nhân là hạt, cái hạt mà chúng ta gieo mỗi ngày, gieo hành động thì đạt kết quả, gieo hành động tốt thì bạn sẽ có kết quả tốt, gieo hành động không tốt thì bạn sẽ gặp kết quả không tốt. Bạn gieo những cái lời nói tốt đẹp tích cực khiến cho cuộc đời người khác vui tươi thì bạn sẽ gặp những điều tốt đẹp và vui tươi. Còn bạn đi khẩu nghiệp, bạn đi chửi bới, chỉ trích, nói xấu người khác thì bạn nghĩ rằng là người khác bị ảnh hưởng hả? À? không có đâu bạn gieo thì bạn gạt chứ bạn gieo người khác đâu có gạt đâu và thiện để ý một điều rằng là gì những người mà họ hay đi nói xấu người khác này những người họ đây đi nói tiêu cực người khác này những người mà họ hay đi vùi dập ước mơ người khác này những người mà họ hay đi chỉ trích người khác này đặc biệt là nói xấu rất nhiều comment không tích cực rất nhiều chậm ba chậm bảy nói xấu rất nhiều và thiện cảm thấy Thương những người đó nhiều hơn mình thấy ghét họ chửi mình bình thường mình cảm thấy bởi vì mình hiểu luật nhân quả hả mà đúng không à? mình cảm thấy thương họ nhiều hơn bởi vì họ nói mình không có bị ảnh hưởng gì hết đó, anh chị ơi anh chị hình dung được mà họ nói mình chả có bị ảnh hưởng gì cả nhưng mà họ gieo thì chính bản thân họ là người gạt được không ạ à? mình cảm thấy thương họ nhiều hơn bởi vì có nào họ cũng nhận lại điều không tốt đó với cuộc sống của họ à anh chị hình dung được không ạ à? và những cái người mà họ đi nói những cái điều không tích cực đối với người khác này, đặc biệt là nói xấu đó. thì sao à anh chị biết sao không là bởi vì bên trong của họ có một cái nỗi đau nào đó cái nỗi đau khổ nào đó họ không biết nói với ai hết họ thấy ai họ cũng đi nói không tốt hết đó. thì tức có nghĩa là bên trong sâu xe của họ đang bị một cái cảm giác gì đó rất là đau khổ luôn họ mới đi nói xấu họ mới đi chửi bới người khác mình cảm thấy thương họ nhiều hơn ghét họ cho nên là gì à? hãy nhớ một câu như thế này nè thấu hiểu thì mới yêu thương cho nên là ai nói gì không tốt với mình thì hãy nhìn họ cười và thương họ đi bởi vì bên trong họ đang bị đau khổ đúng không cho cái người mà bên trong hạnh phúc giống như thiện đi bên trong hạnh phúc ngày nào cũng cười hì hì, hì như thế này thì ai rảnh mà đi nói xấu ngát trời ơi tôi chúc mừng thành công của người khác còn không hết nữa đúng không ạ anh chúc mừng thì chúc mừng người khác còn không hết nữa mà đúng không ạ và hãy nhớ một điều rằng là gì ạ? Luật nhân quả cho thấy là gì ạ? mọi hành động trong kinh doanh hay trong cuộc sống của anh chị cũng vậy thì nó sẽ đều tạo ra một cái kết quả nào đó tương đương. Được không ạ? Điều này nó đúng với những cái quyết định, những cái lời nói tích cực. Nó cũng đúng với những cái quyết định và những cái lời nói không tích cực. Và khi anh chị đưa ra một cái quyết định không ngon Chúng ta đầu tư vào một cái kế hoạch không ngon kế hoạch làm việc khôn ngoan thông minh thì chúng ta sẽ nhận lại được cái kết quả lớn trong công việc của mình. Và bây giờ thì sẽ phân tích cho anh chị về những cái quy luật trong nhân quả. Được không ạ? Và những cái nguyên tắc cực kỳ quan trọng trong nhân quả mà anh chị phải nắm mắt và phải hiểu rõ nếu như anh chị muốn cuộc sống của mình, công việc kinh doanh của mình phát triển đi lên. Đó chính là gì? ạ? À? Trong nhân quả thì nó có bốn quy tắc. Quy tắc thứ nhất là gì? Không gieo thì không gạt Không hành động thì không có kết quả Nhiều người họ nói rằng là gì Tôi thì tôi muốn trở nên giàu có Tôi muốn thực hiện ước mơ của tôi Tôi muốn thực hiện hoài bão của mình Tôi muốn đi du lịch vòng quanh thế giới Tôi muốn xây dựng doanh nghiệp triệu đô Tôi muốn báo hiếu cho bố mẹ Nhưng mà để cái muốn đó nó trở thành sự thật đó, Thì chúng ta phải có cái sự tác động Đó chính là cái hành động Được không ạ Bây giờ giả sử cho thiện hỏi nè Bây giờ nhà anh chị có một cái khu vườn đất rất là tươi xốp. Và anh chị nói rằng là gì? Tôi muốn có một cái khu vườn trái manh cục ngon, ngọt để tôi ăn vào mùa sau. Và sau đó bà chỉ ngồi bằng câu nguyện như thế này. Tìm thức ơi, luật hấp dẫn ơi, tôi muốn có một vườn manh cục nhưng mà tôi không muốn đi dêu à Tìm thức ơi, luật hấp dẫn ơi, tôi chả cần đi dêu à Nhưng mà tôi muốn có vườn trái cây anh. Theo anh chị có không có không anh chị? Và nó cũng đúng trong kinh doanh luôn. Và cho thầy hỏi rằng là bao nhiêu đồng số anh chị ở đây? Thấy rất là nhiều người. Họ dành thời gian. Trong công việc kinh doanh của họ. Họ dành rất nhiều thời gian cho cái việc là gì? Cầu nguyện nè. Cúng kính nè. Đi chùa nè. Từ thiện nè. Rất nhiều. Nhưng mà vẫn chưa kinh doanh thành công đâu ạ. À. Thì comment số 2 giúp thiện đi ạ. À. Bởi vì đó là mê tính gì đó anh chị phải hiểu một điều rằng là gì không gieo thì không gặt bạn ngoài đó bạn cầu nguyện bạn cúng kiến mà bạn không đi bán hàng bạn không đi quảng bá bạn không phục vụ khách hàng được không ạ à? bạn không chịu buôn bán bạn không chịu làm marketing bạn không chịu phát triển thì làm sao bạn gặt được được không ạ à? bao nhiêu trong số anh chị thấy rất là nhiều người ở ngoài kia và bản thân của thiện nè Cách đây hơn 2 năm trước là thiện làm công ty về bất động sản. Và sao ạ? À? Trong cái đại thời mà gọi là gì ạ? À? Trong uh, những cái năm mà dịch Covid xảy ra thì không bán được hàng thì người sếp của mình á thì mới có một cái mê tín như, như thế này. Bởi vì cái vía của công ty mình nó như nào đó, nó không bán được hàng, khách hàng tới rồi, chuẩn bị chốt rồi nhưng mà vẫn đi. Và sao ạ? À? Người sếp của mình cũng không biết làm cách nào luôn cũng đâu chịu phát triển bản thân đâu bây giờ mình mới biết cũng không chịu phát triển bản thân cũng không có học kinh doanh cũng không biết học gì cả rồi sao ạ à? nghe những cái người khác nói rằng là gì à bây giờ muốn công việc kinh doanh tốt hơn muốn khách hàng chốt nhẹ nhàng hơn thì à, phải đi chùa cầu nguyện này rồi phải mua những cái bột gì gọi à, những cái bột thuốc gì đó thì không biết những cái bột đó như thế nào mua về anh chỉ biết làm gì ạ à? à để vào một cái cái nồi như thế này và đốt để cho nó bốc khói lên rồi cầm cái nồi đó đi qua xung quanh công ty để mình xông hơi gọi là xông hơi để cho à, công ty của mình gọi là à, tài lộc may mắn thu hút đến và ngày nào cũng bông nước cúng kiến rất là nhiều thứ các kiểu Được không ạ à? rất nhiều thứ và <laughs> mình cũng rất là biết ơn người sếp của mình nha chứ không có xa không phải là không có làm biết ơn đâu ạ à. rất biết ơn luôn nhưng mà mình bây giờ mình học kinh doanh rồi mình mới hiểu và có một điều là gì sau 3 tháng sau cũng cầu nguyện cúng kiến 3 tháng sau thì công ty đóng cửa anh à, chị hình dung được không hả bây giờ cứ ngồi mà cứ ngồi cầu nguyện cúng kiến hoài à rồi sao ạ cúng kiến xong rồi anh em ơi thôi bây giờ mình à, cầu nguyện cúng kiến thôi bây giờ mình đi xả stress bây giờ mình đi hát karaoke và bây giờ mình đi ăn đi à, bây giờ sếp sẽ đãi cho các em nhân viên ăn một bữa tuyệt vời để mình về mình có động lực mình bán hàng thêm nữa đó không ạ bán không ra hàng này chi phí thì nhiều nè lợi nhuận thì không có nè được không ạ à? đủ thứ chuyện tiền hết và sao ạ à? sao ba tháng thì đóng cửa đâu bán được hàng đâu anh chị không có một hợp đồng nào luôn được không ạ à? đó cho nên là sao ạ à? hoặc là gì bao nhiêu đồng số anh chị nè anh chị kinh anh chị đi ra ngoài chợ anh chị đi mua một À, những cái người cô chú kinh doanh những cái sản phẩm hoặc là những anh chị ở ngoài chợ đó hoặc là những cái trung tâm thương mại đó họ kinh doanh quần áo họ kinh doanh mỹ phẩm họ kinh doanh họ gọi là những cái phụ phụ tùng rồi họ kinh doanh điện máy này bao nhiêu đồng số anh chị ra trung tâm thương mại thì chị thấy rất là nhiều cái sạp kinh doanh như vậy à rất cái nhiều cái lô kinh doanh như vậy à tại sao ạ? Bây giờ thì chợ thì ế Nhưng mà sao À Anh chỉ biết họ làm gì không ạ Không chịu họ bây giờ là gì Hôm bữa mình cũng đi ra chợ Mình ra bên chợ ở ngoài à, Ở bên Sài Gòn đây nè Ở à bên đây nè Cái cái quận máy mình, 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 mình không nhớ Thì mình ra mình thấy là gì Chợ người bán thì đông Nhưng mà người mua thì ít Và người bán anh chỉ biết sao không ạ họ cũng ngồi họ cũng cầu nguyện, họ cũng trời ơi hy vọng chợ đông lên, hy vọng có người tới mua hàng của mình. Ngồi ngồi hy vọng anh chị, ngồi hy vọng, ngồi cầu nguyện. Ở giá như bây giờ có người tới mua quần áo của mình thì tuyệt vời quá. Giá như có người tới mua mỹ phẩm của mình thì tuyệt vời quá. Xong rồi anh chị biết làm gì không ạ? À? cứ ngồi chờ thôi ngoài Xong rồi tầm 3 tầm 7 ngồi mở điện thoại lướt TikTok coi. Ồ này hay quá, này vui quá. Tầm 3 tầm 7 mua trái cây tới ngồi ăn tám chuyện vui. Đúng không ạ? À? bây giờ bạn kinh doanh mà bạn không chịu đi bán hàng không chịu làm quảng bá không chịu marketing mà bây giờ cứ ngồi đó cầu nguyện nè ngồi đó thì sao ạ lướt trên mạng xem video cho vui nè hết ngày nè và và sao ạ cứ ngồi thang trời ơi nay chở ấy quá thì ế thì chúng ta đi tìm cái cách nào để chúng ta thu hút khách hàng đi Thay vì bây giờ ngồi như thế không có một đơn hàng nào Thì chúng ta mở điện thoại lên Chúng ta quay video Chúng ta làm live stream Thì ít gì cũng có một đơn hàng, hai đơn hàng, năm đơn hàng đúng không ạ Và nếu như bây giờ Anh chị nào mà học trong kinh doanh cùng với Thiện Và làm những cái video marketing giống Thiện đó Làm được hỗ trợ Hướng dẫn làm những video marketing đi Ờ anh chị thấy không ạ Bán được nhiều hàng không ạ Có rất là nhiều anh chị sao ạ trước kia đâu có kinh đâu có bán được hàng đâu nhưng mà khi học tập xây dựng thương hiệu thay vì bạn ngồi bạn, bạn ngồi bạn lướt 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 đó thì bây giờ bạn làm video bạn livestream đi ít gì hai người xem cũng được nhưng mà một người họ mua cái đơn hàng bạn cũng được chứ đúng không ạ chứ bây giờ ngồi đó mà cứ than hoài nó không đâu ra kết quả đâu cho nên là gì ạ à? nhân quả là gì nhân quả tức có nghĩa là gì có gieo thì có gạt có hành động thì có kết quả Bây giờ không hành động mà cứ ngồi cầu nguyện kết quả ở đâu ra Được không ạ? Chúng ta cũng phải hiểu chứ Hiểu theo quy luật của tự nhiên chứ Không làm mà 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 đòi có kết quả thì sao có được Đúng không ạ? Bạn là người Phải hành động Phải cho khách hàng biết đến sản phẩm dịch vụ của mình Thì họ mới mua được Chứ bây giờ bạn Không cho ai biết đến sản phẩm dịch vụ của mình hết Bạn kinh doanh bạn cứ cho mấy cái người ví dụ như có nhiều anh chị kinh doanh truyền thống đi và tại sao anh chị biết tại sao mà nhiều anh chị kinh doanh truyền thống họ không gia tăng được lợi nhuận mà ngược lại là cái nguồn khách hàng của họ lại giảm thiểu bớt đi không bởi vì sao ví dụ như kinh doanh quần áo đi kinh doanh quần áo đúng không ạ à? nhiều người cũng thích tôi thích làm chủ này chủ kia ra mở shop kinh doanh quần áo bỏ 3 400 triệu ra kinh doanh nhập sản phẩm quần áo về thuê mặt bằng các thứ các kiểu cũng thích lắm thích làm chủ lắm nhưng mà sao bây giờ ông ai mua hết bởi vì ông biết sao mà bây giờ bây giờ thay vì người ta tới cái shop quần áo đó thì bây giờ sao giờ người ta cầm điện thoại người ta gõ phát là Vào tới nhà luôn ờ à, cho nên anh chị hình dung là tại sao những anh chị mà kinh doanh truyền thống offline nó không bằng những anh chị kinh doanh online Ờ, à, bởi vì anh chị phải hình dung nó là gì thị trường thì nó đang thay đổi cực kỳ nhanh mà bạn không chịu học tập phát triển bạn không chịu thay đổi thì mình đi ngược lại với thị trường đúng rồi đó ạ nó khác xưa rồi cho nên là gì ạ mình phải thay đổi hành động của mình đi thay đổi lại tư duy của mình kiến thức của mình bởi vì chúng ta phải có một phương hướng định hướng chiến lược cụ thể rõ ràng thì nó mới ra kết quả được đúng không anh có có hành động là có đích đến có gieo thì có gạt chứ ngồi cầu nguyện nó không ra khách hàng há miệng chờ sung không có đâu ạ muốn há miệng chờ sung thì ít gì chúng ta cũng phải trồng cây sung chứ bây giờ cứ ngồi há miệng mà sung sung ở đâu có rụng đây sung ở đâu rụng bây giờ không không trồng cây sung mà sung ở đâu rụng đây đúng không ạ và những anh chị nào nha thiện nói là những anh chị nào mà đang xem livestream của thiện này mà đang có cái dự định khởi nghiệp kinh doanh đó. thì sao ạ à? đừng có dự định nữa mà hãy làm luôn đi được không ạ à? bởi vì bạn dự định là tức có nghĩa là bạn mới có nghĩ trong đầu thôi. mà nghĩ trong đầu thì chưa ra nghĩ thì nó chưa có kết quả thay vì vậy thì sao ạ à? hành động làm đi còn chưa biết đúng không tức nghĩa là bạn muốn mong muốn cũng kinh doanh khởi nghiệp thành công đúng không hành động ở đây là gì hành động ở đây không phải là bạn bay ra ngoài kia bạn tham gia vào một cái sản phẩm dịch vụ này để mình bán mà hành động ở đây là gì mình phải bắt đầu cái bước đi đầu tiên trên cái hành trình thành công trong kinh doanh đó là gì mình cần phải đi học muốn bây giờ muốn lái xe ô tô đúng không thì phải đi học lái ô tô trước đã chứ không phải hành động là tôi chưa học lái ô tô bạn đưa chìa khó đây tôi lên tôi lái luôn cho Ông thầy nào dám đưa chìa khóa cho anh chị đây? Ai dám đưa chìa khóa cho anh chị đây? Và kinh doanh bản chất nó nó giống như cái việc mà chúng ta lái xe ô tô vậy đó anh chị. Bây giờ mà không học lái thì làm sao mà lái được? Bây giờ đi kinh doanh không học kinh doanh thì làm sao mà kinh doanh thành công được? Và đa số là sao ạ? À? Đa số bản chất chúng ta kinh doanh hầu hết là đi lên từ nghề đúng không ạ? À? Có nghĩa là sao ạ? À? chúng ta đi học một cái nghề nào đó và chúng ta được người thầy truyền dạy lại chúng cho chúng ta cái nghề truyền dạy lại cho chúng ta cái nghề có thể là nghề hớt tóc có thể là nghề spa có thể là nghề um, dạ à có thể là nghề sửa chữa và chúng ta đa số chúng ta kinh, kinh doanh là đi lên từ nghề và chúng ta có một cái số vốn mà bắt đầu chúng ta mở công việc kinh doanh riêng cho mình đúng không anh chị mở công việc kinh doanh riêng cho mình nhưng mà quan trọng là cái công việc kinh doanh của anh chị nó có liên quan đến cái việc bán hàng và quảng bá hay là không. Nếu như mà công việc kinh doanh của anh chị nó không liên quan đến cái việc bán hàng và quảng bá thì hiện tại anh chị đang gặp rất rối lớn trong tài chính. Đúng không? Đúng không ạ? Đang gặp rất rối lớn trong tài chính đó có nhiều anh chị đang kinh doanh bây giờ có nhiều anh chị đang kinh doanh đang gặp rất lớn lớn trong tài chính bởi vì công việc kinh doanh nó không liên quan gì tới bán hàng và quảng bá cả đa số là gì đi lên từ nghề cả được không ạ à? chúng ta phải hành động thì chúng ta mới có kết quả được kinh doanh là buôn bán nếu anh chị là một chủ doanh nghiệp thì anh chị phải biết bán hàng anh chị đang sợ bán hàng anh chị để lại cho nhân viên của mình bán hàng làm việc đó thay cho anh chị thì có nghĩa là anh chị đang giao phó cái vận mệnh công việc kinh doanh của mình cái doanh nghiệp cho, của mình cho người khác rồi anh chị hình dung là công việc kinh doanh của mình đó, nó cũng giống như là cái đứa con tinh thần của mình vậy đó à cái đứa con tinh thần của mình đó, anh chị hình dung là nếu như cái doanh nghiệp của anh chị không kiếm được tiền không có được lợi nhuận thì cũng giống như cái đứa con của mình nó không được ăn vậy đó và bây giờ cái đứa con của mình đó, cái đứa con tinh thần của mình nó không có lợi nhuận nó không có uh, dòng tài chính thì cũng giống như cái đứa con nó không ăn mà nó đòi lớn vậy đó bây giờ không bán được hàng mà cứ muốn là gì doanh nghiệp phải phát triển lên bây giờ nó không cho anh mà lấy gì đâu lớn đúng không ạ à? nếu anh chị muốn quy mô kinh doanh của mình phát triển và mở rộng thì anh chị phải tập trung vào yếu tố then chốt trong kinh doanh đó là phải bán được hàng nó không phải là cái yếu tố khác mà tất cả nó quay về bán hàng hết không phải là sản xuất không phải là quản lý không phải là nhân sự mà đó là bán hàng hết Và 95% Những cái doanh nghiệp Mà họ chưa thành công Những người mà họ kinh doanh chưa thành công Thì họ dành hầu hết 70% 80% Cái dòng tiền của họ Cái thời gian của họ Công sức của họ Vào cái việc là gì Sản xuất, quản lý Nhân sự nhưng mà họ chỉ dành có 20% cho cái việc quảng bá thôi. Và kết quả cuối cùng không tạo ra được lợi nhuận. Được không ạ? À? Và những người thành công và giàu có thực sự thì họ dành 8 70 đến 80%, -80 thời gian, công sức và tiền bạc của họ vào việc quảng bá và marketing. Còn cái việc mà sản xuất hả? Bởi vì bây giờ anh chị hình dung là sản xuất mà không có khách hàng thì lợi nhuận ở đâu ra? Bỏ vài chục triệu nhập hàng về, vài trăm triệu nhập hàng về, không có khách hàng, lợi nhuận ở đâu ra? Nếu như anh chị cho ý của thiện là sai, ý của anh chị là đúng. Không sao cả, niềm tin thì nó không đúng, không sai. Ở đây mình không có phân bua nhưng mà sao ạ, à? nếu như kết quả chưa thành công thì nhìn lại cách làm. Bởi vì cách làm này là cách làm của nhóm 5% á. Nhóm những người kinh doanh thành công, những người kinh doanh thành công thực sự nhóm 5% á của những CEO, những triệu phú, những tỷ phú là thành công trên thế giới mà Thiện cũng đã được học trực tiếp từ người thầy của mình. Và người thầy của mình thì sao ạ? À? Bỏ rất là nhiều tiền trên 10 tỷ để đi học trực tiếp từ các tỷ phú la trên thế giới và học từ nhóm người giỏi top một và anh khi mà anh chị học ở câu lạc bộ hôm bữa hôm bữa cả mấy anh chị vô nhóm học tập của thiện học cùng với thiện vui lắm em ơi chị thấy là thầy của em với những anh chị mà những anh chị em học trong câu lạc bộ họ trẻ như thế sao họ thành công dữ thế ghê vậy Thầy của Thiện thì uh, sinh năm 93 uh, Thiện thì sinh năm 99 Rồi uh, người hỗ trợ của Thiện thì sinh năm 94 Nói chung là thế hệ chính ít là nhiều Mà thầy của Thiện là giả dạ, trưởng của câu lạc bộ luôn Hiện tại là mỗi buổi tối là zoom là gần bốn ngàn người rồi Gần năm ngàn người rồi uh, Trời ơi Và những anh chị mà kinh doanh mấy Mấy năm nay mà không thành công đó, Những chủ doanh nghiệp lớn hàng triệu đô nha uh, Có những anh chị mà À, học tập làm việc cùng với thiện này phát triển cùng với thiện mỗi ngày á doanh thu của họ mỗi tháng là hàng triệu đô đó mà họ vô họ học á học được tư duy nào thấm tư duy đó bởi vì sao à? họ kiếm một triệu đô nhưng mà kết quả cuối tháng họ đâu có giữ được đâu kết quả cuối tháng họ chi chi cho những cái việc sản xuất quản lý rồi tất cả nó về bằng không hết ờ, tất cả nó về bằng không hết và tự nhiên vô học cái tự nhiên nó thấm dần thấm dần thấm dần thấm dần những cái bài học đó ở ờ, những bài học kinh doanh. Ô trời ơi sao em hay quá vậy? Sao hay quá vậy? Trời người ta đã bỏ rất là nhiều tiền người ta đi học trực tiếp từ những tỷ phú la trên thế giới mà bảo sao không hay được. Và dạy lại cho bản thân của thiện và rất là nhiều anh chị khác. Bởi vì học theo người thành công thành công luôn anh chị, không cần phải đi trải nghiệm ở ngoài kia đâu. Đó, không, à? không cần phải đi trải nghiệm trực tiếp ở ngoài kia đâu. Và những anh chị nào mà đang kinh doanh mà thu nhập một tháng là gì ạ? À? Tạo ra lợi nhuận một tháng 100 triệu trở lên á. Mà kết quả cuối cùng á mình không giữ được tiền á. Hoặc là cái doanh nghiệp của mình nó chưa phát triển lên á Hoặc là muốn gia tăng gấp 3 gấp 5 lần lên á Mà chưa biết cách làm á Thì đi học đi Học cái cách làm đi Có nghĩa là gì ạ à? Nếu như mà kết quả thành công của mình chưa đạt được như mình mong muốn Chưa đạt được như những người thành công khác mong muốn Như những người thành công khác á Thì có nghĩa là Người khác biết cái điều gì đó mà mình chưa biết Thì bây giờ phải đi học cái điều chưa biết đó Chứ đừng có giữ là gì ạ à? Tôi hả à? Tôi kiếm 200 triệu một tháng cần gì đi học cái người đó Tôi kiếm 500 triệu cần gì đi học cái người đó Đừng nghĩ như vậy anh chị Khi mà anh chị nghĩ ra Tôi biết rồi Thì tôi có nghĩa là chuẩn bị tài chính đi xuống đó nha <laughs> Bởi vì sao hả. À? Nó là cái, 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 thói quen Mà mình nghĩ rằng là mình kiếm nhiều tiền Mình tuyệt vời Nhưng mà nhìn lại kết quả mà kiếm được nhiều tiền Nhưng mà không còn ngàn nào á Hoặc là đang ở mức tài chính âm á Thì thay đổi lại Được không ạ à? Rồi đó cho nên là gì à? theo thống kê của Mỹ anh chị thì những người mà triệu phú những CEO của những cái tập đoàn lớn á, thì 90% những cái tập đoàn lớn đó họ thành công lớn á, thì nó đến từ cái việc bán hàng và marketing kể cả tỷ phú đô la Donald trump á, cũng làm gì bán hàng và marketing bán hàng và marketing hết anh chị anh dung được không ạ à? và anh chị thấy người Việt Nam chúng ta thì như nãy thì chia sẻ rồi thì đi con đường nó ngược lại nó khác đi nó nghĩa là chúng ta đi lên kinh doanh lên từ nghề chúng ta là chuyên gia trong một cái lĩnh vực nào đó rồi mình đi lên từ nghề ở chúng ta học từ một ai đó người họ chỉ dạy nghề cho chúng ta rồi chúng ta tích lũy kinh nghiệm tiền bạc vốn sau đó chúng ta ra mở doanh nghiệp riêng cho mình chúng ta đi lên từ nghề đúng không ạ nhưng mà cái nghề đó mà nó không liên quan đến bán hàng và quảng bá là gì ạ à? marketing thì sao ạ à? Không kiếm được tiền ừ. Làm kinh doanh đó, Nó là buôn bán Nếu như chúng ta không phát triển cái việc này Thì chắc chắn doanh nghiệp của anh chị Hiện tại nó không kiếm được nhiều tiền Nó không kiếm được nhiều tiền Nếu như mà chúng ta kinh doanh đi lên từ nghệ Thì chúng ta phải giỏi một cái việc nữa là gì Bán hàng và quảng bá Cả nhiều anh chị kinh doanh truyền thống á, à, là kinh doanh từ nghề ví dụ như một cái nghề đó là một cái nghề sửa chữa đi, sửa chữa ô tô đi, hoặc là một cái nghề một cái nghề gọi là spa đi chẳng hạn, hoặc là một cái nghề gọi là một cái nghề một cái nghề gọi là làm về 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 công nghệ đi chẳng hạn. Cái công nghệ mà sửa chữa công nghệ các cái máy lạnh nè, các cái thiết bị điện đó cũng là nghề đúng không ạ? À? bây giờ anh chị muốn cái nghề của anh chị có nhiều khách hàng hơn không thì anh chị phải học cách quảng bá đi học cách bán hàng đi bởi vì tất cả mọi thứ đều bán hàng hết anh chị bởi vì bây giờ mình đi cưới chồng cưới vợ là bản chất nó cũng là bán hàng đúng không ạ à? tại sao thiện lại nói đi cưới chồng cưới vợ lại là, là bán hàng à? khi mà cái người chồng người vợ của anh chị á, cưới anh chị về là vì điều gì ạ có thể là gì vì người chồng của mình đẹp trai vì người chồng của mình có tư duy, vì người chồng của mình giàu có, vì người chồng của mình biết yêu thương, có phải là anh chị đang bán những cái thứ đó cho cái người đối phương không ạ? Có phải là bán đang bán cho người vợ của mình không ạ? Và người vợ của mình bản chất cũng là bán hàng đúng không? Họ bán gì? Em là một người rất là xinh đẹp, em là một người cách anh nói rất là tuyệt vời, họ bán hàng chứ gì nữa? Em là một người biết cơm nước đầy đủ mỗi ngày, họ bán hàng chứ gì nữa? em rất là biết hiếu thảo với bố mẹ họ bán hàng chứ gì nữa họ bán cho anh chị những cái điều đó và sao à, mình mua những cái điều đó, đó. bản chất là bán hàng hết anh chị hình vô mà cứ vợ cứ chồng bán chất nó cũng là bán hàng hết đó cho nên là gì người nào kinh doanh giỏi chắc chắn là gì người nào mà kinh doanh giỏi thì chắc chắn là tán gái giỏi mình mình hay nghe như vậy mình hay nghe những anh chị uh, uh, nói, nói 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 mình như vậy đó rồi cái người nào mà bán hàng giỏi là tán gái giỏi lắm đó bởi vì sao ạ à? họ biết cách bán, họ biết cái tâm lý của khách hàng như thế nào và họ biết cái tâm lý của người đối phương như thế nào, họ biết cách bán, đâu, cho nên là gì, kinh doanh giỏi, tán gái giỏi, cho nên bây giờ muốn, sau này anh chị muốn tán gái giỏi đúng không? hoặc là muốn có người vợ xinh đẹp đúng không? học cách bán hàng đi, thì chỉ cho, ờ, muốn muốn có người vợ xinh đẹp, tài giỏi, giàu có không? À, muốn đúng không? học cách bán đi, bán cái gì mà mình, mình, tức nghĩa là mình biết họ cần cái gì, mình bán nhỏ cái đó. Ok không này? Học cái gì không biết thì học. <laughs> đúng không ạ? À? Trời ơi kinh doanh còn làm được bán hàng cho hàng trăm nghìn người ở ngoài kia còn bán được mà bán được cho một người làm sao bán không được, đúng không anh chị? Thì giờ mình phải học cách bán. Đúng không ạ? À? Thiện cũng đang rèn luyện điều đó. Thiện cũng đang học cách làm sao để trở thành uh, mỗi người bán hàng gọi là đẳng cấp nhất, đang trên hành trình học tập phát triển. Được không ạ? À? Thiện ở đây chỉ chia sẻ những cái kinh nghiệm mình học tập ứng dụng thành công thôi. Chứ Thiện cũng không có đi dạy ai hết đó mà chúng ta ở đây là tạo ra môi trường học tập phát triển cùng nhau chia sẻ những cái kinh nghiệm kiến thức mà mình đã ứng dụng thành công chúng ta điều nào hay chúng ta học còn điều nào thấy chưa hay không học không sao cả không ai hết mà anh chị cả đó mà chúng ta học để chúng ta có thêm kiến thức mới mà rồi rất là tuyệt vời đó cho nên là sao ạ à? nếu chúng ta kinh doanh đi lên từ nghề cái nghề gì cũng vậy anh chị phải liên quan tới bán hàng thì anh chị mới thành công được và nhiều anh chị hỏi là làm cái gì giàu làm cái gì kiếm nhiều tiền thì thiện chỉ cho anh chị mỗi nghề đó là cái nghề bán hàng bởi vì tại sao thiện nói là cái nghề bán hàng là kiếm nhiều tiền nhất ạ à? bởi vì cái nghề bán hàng thì anh chị hình dung là gì cái nghề bán hàng anh chị giỏi cái nghề bán hàng thôi đó thì anh chị sẽ không bao giờ sợ bị thất nghiệp anh chị sẽ không bao giờ sợ mình không kiếm được tiền mà thậm chí mình còn kiếm rất rất nhiều tiền nữa cho nên hãy giỏi cái nghề đi bởi vì sao ạ à? theo anh chị chủ doanh nghiệp á một cái người họ kinh doanh họ cần gì họ cần người bán hàng đúng không ạ à? họ cần bán được hàng họ cần doanh số họ cần lợi nhuận thì không biết là tập đoàn như thế nào nhưng mà tập đoàn nào họ cũng cần doanh số và lợi nhuận hết và bây giờ anh chị nói rằng là gì tôi biết bán hàng thì khẳng định với anh chị luôn 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 anh chị được có công việc để làm thậm chí anh chị còn kiếm được nhiều tiền nữa. đứng với góc nhìn một cái người chủ doanh nghiệp đi. giả sử một người chủ doanh nghiệp họ muốn kiếm được nhiều tiền họ phải còn người bán hàng đúng không ạ? Thay vì bây giờ sinh viên mới ra trường không có kinh nghiệm không có kiến thức vô đào tạo ít nhất cũng mất 3 tháng thì mới biết bán hàng tập tỉnh được nhưng mà bây giờ anh chị học cái nghề bán hàng học cái nghề quảng bá anh chị giỏi luôn. Thì sao ạ? À? Anh chị vô cái là có công việc luôn. Nhưng mà thiện nói anh chị là cái người mà giỏi bán hàng á, giỏi làm quảng bá. Á, làm chủ hết rồi, giàu hết rồi. Được không ạ? À? Cho nên là thiện nói rồi, cái nghề mà tuyệt vời nhất đó là nghề bán hàng. Được không ạ? À? Bây giờ anh chị không biết nghề nào cứ bán hàng đi. Bởi vì bản chất cuộc đời này muốn kiếm nhiều tiền thì phải đi bán hàng thôi. Được không ạ? À? <laughs> ừ, bản chất nó lại bị bán hàng. Và nếu như chúng chúng ta không giỏi bán hàng chắc chắn là chúng ta không kiếm được nhiều tiền rồi. Đó. Để cho thiện hỏi anh chị này tại sao thiện lại nói là những anh chị kinh doanh những anh chị đang làm chủ công việc kinh doanh của mình mình phải là cái người giỏi cái việc bán hàng nhất và nhiều anh chị hồi chiều á có một cái người anh vô hỏi thiện là gì bây giờ tôi tập trung đi bán hàng tôi tập trung đi quảng bá thế là tôi thuê nhân viên để làm gì nhưng mà bây giờ cho thiện hỏi lại này bạn thuê nhân viên mà cái đứa nhân viên đó cái đứa đối tác đó không biết bán hàng nó không biết cách chăm sóc khách hàng bây giờ vô cái đoạn này nè cái đoạn này là là anh nó mà có xem cái livestream lại mở não ra luôn này cho thiệt hỏi anh chị nè có ai đam mê sản phẩm của anh chị hơn anh chị không có ai hiểu sản phẩm của anh chị hơn anh chị không có ai khao khát muốn cái công việc kinh doanh cái doanh nghiệp của anh chị phát triển thành công đi lên hơn anh chị không không đúng không ạ bây giờ sản phẩm của anh chị rất tốt nhưng mà bây giờ anh chị giao cho một đứa nhân viên nó làm cái việc bán hàng sale nó đi bán hàng cho mình đứng ở một cái góc nhìn chủ doanh nghiệp đi thì muốn công nhiều việc kinh doanh của mình à, kiếm nhiều tiền và phát triển lên đó, đúng không ạ thì mình muốn bán nhiều hàng hơn nhưng mà bây giờ đứng ở góc nhìn của một đứa nhân viên đi thì sao ạ nó là tư duy làm thuê nó làm càng nhàn hạ càng tốt. Cái người nhân viên chỉ muốn là gì? Làm ít việc nhưng mà tới tháng vẫn có lương. Đó là tư duy của người làm công. Đó. Chứ nếu như bây giờ họ không làm công cho anh chị, bây giờ nó đi làm chủ hết rồi. Để làm công cho anh chị làm gì nữa? Đúng không ạ? À? Cái người mà để sẵn sàng để cho anh chị thuê thì họ có tư duy làm công, họ chấp nhận làm công đó. Đúng không ạ? À? Còn cái người mà khao khát thì họ đi làm chủ hết rồi để anh chị thuê à đúng không ạ à? đúng không anh chị và nhân viên sale và nhân viên bán hàng thì cực kỳ quan trọng nữa đây là cái việc mà quan trọng nhất nè ví dụ nè có một cái cái người chủ họ bỏ một cái số tiền vài trăm triệu ra họ mở một cái số quần áo và ông chủ thì sao ạ à? sáng thì sao cởi xe đi ra quán Cà phê em ơi, cà phê bạn ơi, alo bạn đâu, cà phê bạn ơi Sáng ra làm ly cà phê, ăn sáng rồi đi gặp đối tác, rồi đi lao lưu bạn bè Và để cho cái đứa nhân viên, mình thì làm chủ á, mình làm chủ á Xem là sao, để cho đứa nhân viên ở nhà bán hàng Và khi khách hàng tới thì sao à Nhân viên nó cứ tìm đủ mọi cách đó Để làm sao cho khách hàng, phục vụ khách hàng, làm sao cho khách hàng đi nhanh nhanh đi đúng không ạ khách hàng tới thì cứ ngồi chú tâm vào cái điện thoại bấm luôn à còn khách hàng thì cứ là, ok tự vào lựa chọn đi khách hàng vô thì mặt lớn mặt nhỏ được không? À? để cho khách hàng không ưng không thích không chịu tận tâm không chịu chăm sóc không chịu hỗ trợ được không? À? và khách hàng không ưng ý khách hàng đi về và khiến cho sao ạ à? cái người khách hàng đó không thích và người ta đi về và người ta không mua luôn làm cho gì ạ à? cái công việc của cái người bán hàng đó nó nhàn hạ hơn càng vắng khách thì nhân viên càng sướng đó là tư duy của người làm công anh chị hình dung được không ạ và bây giờ giả sử nha anh chị muốn anh chị có lợi nhuận lớn đúng không ạ và ông Jim Rohn ông có nói một câu như thế này Jim Rohn là một uh, bậc thầy của các bậc thầy thầy của tỷ phú là Tony Robbins luôn ông nói một câu như thế này này nếu như mà bạn chăm sóc tốt một khách hàng thì bạn có cả một gia tài. Giả sử như cái người nhân viên mà họ chăm sóc tốt cái người khách hàng đó đi. Phục vụ tận tình đi. Theo anh chị cái người khách hàng đó lần sau có muốn quay lại mua mua ở cái shop đó nữa không ạ? Rất muốn đúng không ạ? Theo anh chị là lần sau đi mua sắm có muốn rủ thêm nhiều người bạn tới cái shop đó mua không ạ? Có chứ. Bởi vì phục vụ tốt mà. Bao nhiêu đồng số anh chị ở đây mình đi một cái quán ăn nào đó hoặc là một mình đi một cái quán nước nào đó mình uống và mình thấy cái cái, cái người mà họ phục vụ mình họ phục vụ rất tận tình rất tận tâm và lần sau mỗi lần mình đi ăn mình đi uống là mỗi lần mình đi là mình cứ tới cái quán đó không còn không muốn đi tới quán khác nữa và bản thân của thì cũng vậy có nhiều lúc anh chị mình đi đi ăn ở, ở những cái nơi mà nó, nó 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 cũng bình dân thôi nhưng mà sao mà? cái cách phục vụ của họ rất tốt mình rất là thích rất hài lòng văn dạ rất tốt hoặc là phục vụ mình rất tốt mình rất thích tới những quán đó còn có những cái quán anh chị hình dung mà họ mới rất đẹp nhưng mà cái cách phục vụ của họ, cái cách mà họ bán hàng và phục vụ khách hàng nó không có được ok lắm. Thì tới lần thứ nhất không bao giờ có lần thứ hai. Nghe không ạ? Không bao giờ có lần thứ hai. Cho nên là bây giờ anh chị là một người doanh nhân, là một người làm chủ công việc kinh doanh của mình thì mình phải là cái người đi bán hàng. Còn nếu như anh chị nói rằng là gì? tôi mở nhà hàng tôi thuê nhân viên và bán hàng chứ đúng nhưng mà ở việc của anh chị là gì anh chị phải đào tạo cho họ chỉ cho họ cái cách để phục vụ và chăm sóc khách hàng nữa mà để mà chỉ cho họ được thì anh chị phải là cái người đi học trước anh chị phải là cái người mà mà biết cái điều đó trước phải chỉ là cho người ta chứ không phải là vô là người ta biết làm liền đâu anh chị hình dung được không ạ và đặc biệt là gì chúng ta đang kinh doanh ở thời kỳ này là kinh doanh online nữa À, ờ, thì sao ạ? À? Chúng ta phải là cái người marketing mạnh nhất, mình phải là cái người bán hàng, chủ chốt mới ra tiền. Được không ạ? À? Cái việc chủ chốt 90%, 100% để ra tiền luôn. Đó là marketing, bán hàng và quảng bá. Nếu anh chị kinh doanh mà đang khó khăn trong việc bán hàng mà cái công việc kinh doanh, doanh nghiệp của anh chị chưa phát triển thì chúng ta xem lại phần này. Nó nằm ở cái phần này nè. Nó không có chạy đâu hết á anh chị vô không ạ nó nằm ở cái phần này nè bán hàng nè quảng bá nè marketing nè cái nhiều anh chị nói em ơi bây giờ làm sao kiếm khách hàng đây em chị chỉ cứ ngồi nhà chị chờ hoài mà không có khách hàng khách hàng này giảm quá giờ không biết làm cách nào thì xem lại cái phần này nè biết cách quảng bá chưa biết cách marketing chưa biết cách bán hàng chưa bởi vì bán cho được cho một người Chăm sóc được tốt cho một người thì chắc chắn có người thứ hai. Người thứ hai tốt thì chắc chắn sẽ có người thứ ba. Và cứ như thế như thế. Và chúng ta cũng phải học cái cách bán hàng nữa. Chứ không phải chúng ta cứ nói là gì. Ồ tôi cứ bán theo cách cũ. Ờ, cái gì cũng phải đi học hết á. Thì không có làm theo bản năng được. Anh chị nào làm theo bản năng thì sao ạ? À? Không có kết quả đâu ạ. À. Bởi vì tư duy của một người chưa thành công thì không thể nào hành động mà tạo ra kết quả thành công được. Được không ạ? À? Và anh chị nào mà đang có công việc kinh doanh riêng cho mình thì đừng cái giao việc buôn bán cho nhân viên của mình đâu mình phải làm việc đó. Mình phải xây dựng thương hiệu của mình. Mình phải xây dựng để khách hàng biết là gì, sản phẩm và dịch vụ có cái này có cái kia thì người ta mới biết đến chứ. Giờ giao cho nhân viên trả thì sao ạ? À? Trả lương thì thu nhập ổn định. Theo anh chị là làm những việc bằng anh chị không? Làm sao mà những thứ bạn anh chị được? được không? Cho nên là gì? Anh chị muốn kiếm nhiều tiền thì hiện chỉ với anh chị luôn. Phải là người làm xuất sắc nhất trong việc bán hàng đi, giỏi nhất đi. Làm gì cũng kiếm ra tiền hết á. Quan trọng mình là ai. Quan trọng là mình có có cho người ta biết tới mình hay là không. Được không ạ? Người ta đã biết tới mình hay là không? không ạ? Đó là cái yếu tố cốt lõi trong công việc kinh doanh muốn thành công. Và yếu tố thứ hai đó là gì? Chọn đối tác. Yếu tố thứ hai là phải chọn đối tác anh chị nha. Nếu trong kinh doanh mà anh chị chọn sai đối tác thì bạn sẽ nhận lại kết quả đau thương đó. Nếu như trong kinh doanh bạn hợp tác với một cái người bạn mà sao ạ? À? Sai người thì bạn không thể nào thành công được. Doanh nghiệp của bạn sẽ không bao giờ phát triển mạnh lên được. Cách đây hơn 2 năm trước thì cũng có kinh doanh. Khéo khác kinh doanh mà, nhưng mà chưa có đi học. Thì mình cũng có một số tiền vốn là 7 triệu. Lúc đó là 7 triệu để nộp học á. Lúc đó là lúc đó là 7 triệu để nộp học á, nhưng mà không có nộp học. Bởi vì năm cuối năm cuối mình thích đi kiếm tiền quá, mình không thích đi học nữa. Bây giờ nộp học vô là phải học tới 6 tháng nữa mới hết học kỳ nhưng mà bây giờ mình chả thích đi học nữa một cái ngắn nhất trong cuộc đời của thiện đó là cái đi học thôi mình không thích đi học chút nào cả ồ bây giờ sao ạ học 3 năm cao đẳng nhưng mà mới hai năm rưỡi là thiện ra trường rồi bởi vì mình lấy cái số tiền đó mình đi kinh doanh mình đi mua thứ nhất là gì kem đánh tránh răng ồ, rồi mình mới đi mua sim điện thoại 4 g 5 g một tỷ ghi đó Đợt, đó là kinh doanh sim điện thoại một tỷ ghi đó rồi mình cũng đi mua giày thể thao đá bóng về lúc đó mình đâu có tư duy kiến thức gì đâu và mình chọn một cái người đối tác là một cái người bạn của mình đó không ạ à? mình mình khao khát quá mình thấy ai mình cũng muốn chọn làm đối tác hết và mình chọn người đối tác là bạn của mình bây giờ nó không có tiền nhưng mà nó có được cái mối quan hệ mình thì có tiền thì sao ạ à? mình lấy tiền của mình mình nhập hàng về xong mình hợp tác với với, với người bạn đó và khi mà mình hợp tác xong rồi thì mình mới thấy là cái gì cái người này ủa mình rất là khao khát để kinh doanh thành công Nhưng mà người này họ không có yêu cái việc bán hàng Họ không có yêu cái việc kinh doanh này Giống như mình Và sao ạ Họ lười Thứ hai là gì Tiêu xài, bán nhiều Xài nhiều, không có tiết kiệm lại Và sao ạ 7 triệu đầu tiên, kinh doanh sau Một tháng rưỡi Rồi xong, vốn cũng hết Hàng cũng hết Và rồi kết quả cuối cùng về con số không luôn và cuối cùng mất 7 triệu không có tiền nộp học rồi nghỉ học luôn đó là lúc đầu tiên khởi đầu khởi nghiệp của mình đó rồi bây giờ đâu có tiền nộp học nữa đâu đi học thì bây giờ nói với bố mẹ thôi giờ con hết tiền rồi con không không lúc đó thì nói với bố mẹ con không muốn đi học nữa con không thích đi học <laughs> nhưng mà thật ra là cái tiền nộp học mình đã xài hết rồi mình kinh doanh hết tiền rồi à, mình kinh doanh hết tiền rồi là, là đó là một cái bài học cực kỳ thâm thiế không với số tiền nhỏ thôi may là cái số tiền nhỏ đó nhưng mà bây giờ mình may quá mình đi tìm kiếm con đường và vô tình mình biết được môi trường của câu lạc bộ mình vô mình học tập mình phát triển bây giờ mình biết chứ nếu mà không biết những kiến thức này thật sự sau này chọn đối tác càng sai nữa đó không ạ số tiền nhỏ không sao nha nhưng mà sau này anh chị giả sử anh chị vay 100 triệu 200 triệu 500 triệu đi mà nhà anh chị thì không có tiền nữa mà anh chị hợp tác với một cái người không đúng nữa thì anh chị sẽ nhận lại kết quả đau thương bởi vì thiện đã gặp rất nhiều trường hợp như vậy rồi và mình không thích trải qua điều đó và mình tốt nghiệp bài học luôn mình học từ những người mà họ đã trải qua rồi mình rút kinh nghiệm cho chính bản thân mình né luôn được không ạ à? và tỷ phú là donald trump nói một câu rằng là gì yếu tố quan trọng đầu tiên trong kinh doanh đó không phải là mình mua bán cái gì không phải là mình kinh doanh sản phẩm gì yếu tố quan trọng nhất đầu tiên trong kinh doanh đó chính là chọn đúng đối tác bởi vì nếu như bạn chọn đúng một đối tác nếu như bạn hợp tác với một cái đối tác đúng đó, thì bạn không cần bất kỳ một cái hợp đồng nào cả còn nếu như bạn hợp tác với một cái người sai á hợp tác với một cái người tồi á thì không có bất kỳ một cái hợp đồng nào cứu vãn được bạn cả anh chị hãy nhớ câu này chọn đúng đối tác thì không cần bất kỳ hợp đồng nào cả còn chọn những cái đối tác không đúng đó thì không có một cái hợp đồng nào cứu được bạn đâu bao nhiêu đồng số anh chị kinh doanh mà đã từng trải qua những cái 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 gọi là cái bài học này rồi thì cực kỳ thấm luôn còn những anh chị mà chưa kinh doanh thì chưa thấm đâu nhưng mà thì anh chị muốn trải qua thì trải qua còn không muốn thì bây giờ học bài học luôn ok không này không muốn thì học bài học luôn phải chọn đúng đối tác đừng có nói là anh ơi kinh doanh gì chỉ em kinh doanh với anh ơi kinh doanh cái gì thế em chưa biết anh kinh doanh cái gì hết bao nhiêu đồng số anh chị thấy rằng là gì à, không biết thiện chia sẻ như thế này, không biết kinh doanh gì hết. Oh, thì không biết anh thiện kinh doanh gì, không biết là em thiện kinh doanh cái gì, không biết là cháu thiện kinh doanh cái gì. Ở đây thiện không chia sẻ đâu. Vì sao mà thiện chọn đối tác? Quan trọng là cái đối tác làm việc với mình họ là ai, họ có tư duy gì, họ có kiến thức gì, họ có niềm tin gì? Họ là ai? Bởi vì bạn hợp tác với một cái người giỏi, một người tài thì bạn làm gì bạn cũng thành công hết á còn bây giờ bạn hợp tác với người không có tư duy không có kiến thức không có trí tuệ không biết lười làm nữa thì bây giờ thì nói với anh chị đưa cái sản phẩm số một thế giới anh chị cũng bán không có được không thành công được bởi vì yếu tố ở đây nó đến từ đối tác cho nên là sao ạ à? rất tuyệt vời là thiện biết đến môi trường câu lạc bộ chúng ta thiện chọn đối tác đối tác là gì những người thầy của mình đó. những người thầy của mình họ là triệu phú họ là đa triệu phú, họ là những người kinh doanh thành công, họ là những người có tri thức, có trí tuệ, họ có hiểu biết, họ có tư duy chiến lược cụ thể rõ ràng. Và sao ạ? Mình hợp tác và họ dẫn đường cho mình. Quan trọng là cái đối tác và cái người thay dẫn đường của mình họ là ai. Mình chọn cái người thành công đi theo họ thì chắc chắn mình thành công. Còn mình chọn cái người mà cuộc đời của họ bây giờ không ra sao hết thì bây giờ mình biết rồi đó. Bởi vì để biết được cuộc đời tương lai của anh chị ra sao Thì anh chị cứ thử nhìn vào cái người mà mình đi theo Mình nhìn vào những người bạn của mình Đang chơi thân nhóc Nhìn vào cái người sếp mà mình đang đi theo Người thầy mà mình đang đi theo Cuộc sống của họ như thế nào Thì tương lai của bạn như vậy Không cần phải đi xem bói Không cần phải đi xem bói Đúng không? Bởi vì bạn đi theo ai thì bạn đi trở thành người đó mà bạn chơi với 5 người ăn trộm thì bạn trở thành người ăn trộm thứ sáu bạn chơi với 5 người trộm cắp thì bạn trở thành người trộm cấp thứ sáu mà đúng không ạ à? bạn chơi với 5 người thông minh thì bạn trở thành người thông minh thứ sáu bạn chơi với 5 người triệu phú thì bạn trở thành người triệu phú thứ sáu và những anh chị nào mà chúng tức là nghĩa là gì thiện không bắt buộc anh chị là gì ô bây giờ tôi chưa có tư duy kiến thức chắc bây giờ tôi không học được với thiện đâu tôi không hợp tác được với thiện đâu cái anh chị Dung là gì thiện chọn đối tác ở đây á quan trọng là thiện chọn cái người có thái độ tốt bởi vì sao ạ à? trình độ học vấn kiến thức tư duy kiến thức thì mình có thể đào tạo được còn thái độ là do người đó quyết định anh, gì, anh được không? thái độ chúng ta cũng đào tạo được thái độ do người đó quyết định thứ nhất là nếu muốn học tập phát triển làm việc kinh doanh đồng hành cùng với thiện thứ nhất thái độ phải tốt thứ hai là gì phải tích cực Bây giờ thái độ không tốt mà còn tiêu cực nữa ai dám làm việc với bạn này được không à? Mình làm việc với người thành công thì chắc chắn họ sẽ có những cái tầm nhìn thành công. Họ có những cái công việc, những cái cơ hội kinh doanh thành công. Chứ họ không phải là sâu 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 ra cho bạn thấy đâu. Cho nên là anh chị không biết thực làm gì đâu. <laughs> bởi vì mình chọn đối tác thành công mà, bởi vì mình 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 làm việc có tầm nhìn thành công của mình mà. Đúng không ạ? À? Và mình chọn cái người thầy của mình là tại vì sao ạ? À? bởi vì thứ nhất chữ đầu tiên thứ nhất chọn đối tác đó là cái tâm nó xuất phát từ cái tâm nè cái người nào mà họ không có cái tâm thì giờ họ có giỏi cỡ nào có tài mà không có đức thì cũng như không mà có đức mà không có tài thì cũng không thành công được cho nên là thứ nhất là người thầy người dẫn đường của thiện thứ nhất là cái tâm thứ hai là cái tầm tầm ở đây là gì tầm ở đây là cái tầm nhìn họ nhìn được đó à? Cái kết quả nhìn được cái tầm nhìn nào, cái xu hướng kinh doanh nào trong tương lai 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa. Giúp cho họ kiếm cực kỳ nhiều tiền, giúp cho họ thành công và giàu có. Thứ hai là họ có cái tầm này. Đó không ạ? À? Họ biết được cái tương lai, cái tầm nhìn xa chứ cái tầm nhìn ngắn hạn muốn kiếm tiền liền không có, ở đây không có. Thứ hai là cái tầm, tầm nhìn. Và thứ ba là cái gì? Cái tài. Bởi vì sao? thầy của mình là sao ạ? Ồ, tài ở đây là gì? Tài ở đây thể hiện qua cái tài sản. Tài ở đây là tài năng. Tài năng tạo ra tài sản thì mới gọi là tài. Còn ở đây là tài mà không có tiền. Bởi vì sao? Tài thì đi đôi với với tiền. Bao nhiêu trong số anh chị ở nhà mình có hay cúng thằng tài à? Ông thằng tài thì tượng trưng cho cái gì anh chị? Ông thằng tài thì tượng trưng cho tiền tài của cái vật chất đúng không ạ? Tài ở đây tượng trưng cho tài sản. Còn tài mà không kiếm ra tiền thì đó chỉ là cái tài lễ thôi. Bây giờ bạn có học giỏi cỡ nào, bạn có bao nhiêu cái bằng thạc sĩ, tiến sĩ nhưng mà bạn không kiếm ra tiền thì đối với người gia thái xem bạn không phải là người tài. Đó đối với người gia thái họ xem là gì? Cái người mà họ có tài thực sự là cái người có tài sản. Bởi vì họ có tài sản cho nên là họ mới có mới mới mới, mới. tài sản nó thể hiện qua gì? Tài năng, trí tuệ. Đúng không ạ? Tại sao những người mà họ có tài năng họ lại đi làm cho những người có tài sản tại sao những người mà có học thức cao tri thức cao họ lại đi làm việc cho những người giàu đúng không ạ oh tài ở đây là tạo ra tài sản vật chất của cải thì gọi đó là tài và thiên chọn cái người thầy của mình có tâm có tâm có tài chọn người nào tuyệt vời mình đi theo đúng không ạ đúng không ạ? chứ bây giờ chọn cái người có tài có tiền luôn có tiền này nhưng mà không có tâm thì chắc chắn là sao ạ? À? Nó không thể nào đi bền vững được. Bởi vì chúng ta biết luật nhân quả rồi. Gieo gì gặt cái đó. Bây giờ bạn kiếm tiền trên 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 cái sức lao động của người khác và bạn tức nghĩa là bạn kiếm tiền với một cái chủ đích không tích cực. Bạn kiếm tiền trên làm những cái việc không tốt thì nó không có tồn tại được lâu. Bởi vì có gieo thì có gặt mà gieo nhân tốt thì gặt quả tốt, gieo nhân không tốt thì gặt quả xấu. Luật nhân quả nó không có 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 có, có chữa một ai đâu. Luật nhân quả thì nó không chừa một ai cho nên là mình làm việc. Yếu tố đầu tiên là gì ạ? À? Chọn đối tác. Có tâm, có tầm, có tài. Được không ạ? Có tâm, có tầm, có tài. Bây giờ sao ạ? À? Chưa có những cái điều đó thì sao? Thì bây giờ bây giờ bây giờ, bây giờ, bây giờ chưa có chưa có tài thì mình luyện được, đúng không ạ? chưa có tầm thì mình chia sẻ được còn cái tâm thì do mình quyết định mà đúng không ạ à? thứ nhất là gì có thái độ tốt thái độ nó quyết định trong cái việc gieo hạt không bạn chị mình phải gieo hạt mình đi gieo hạt chắc chắn là anh chị ở đây là đa số xem livestream của chị thiện là từ nãy tới giờ là đa số là đi kinh doanh hoặc là mong muốn kinh doanh hết thì mới ở lại tới giờ này đúng không ạ? thì trong cái việc mà chúng ta gieo hạt, chúng ta chọn những cái đối tác muốn thu hút những cái người đối tác á, đến với làm việc với mình á, thì sao ạ? mình cũng phải chọn chọn ai là cái người đồng hành với mình chứ không phải ai mình cũng chọn và đó là đa số tại sao có nhiều người họ chọn đối tác rồi, đó, sau không thời gian á, tại sao họ xây dựng hệ thống này sau không thời gian họ bị rụng hết rồi? bởi vì sao? bởi vì ai họ cũng chọn làm đối tác hết mà đâu phải ai cũng là đối tác tốt tuyệt vời đâu đúng không anh chị? không à chúng ta phải là gì chọn đúng đối tác thì nó mới bền vững trường tồn được và để mà đối tác đúng đến làm việc với mình thì mình phải là người đúng trước mình phải là người đối tác đúng đó trước muốn thu hút cái người có tâm thì mình phải là người có tâm trước thu hút cái người có tầm thì mình phải là người có tầm trước thu hút người có tài mình phải là người có tài trước thu hút người tâm sáng thì mình phải là người tâm sáng trước muốn hút người giỏi thì mình phải là người giỏi trước muốn hút cái người yêu thương thì mình phải là người yêu thương trước muốn hút cái người biết ơn thì mình phải là người biết ơn trước còn mình không biết ơn mà cứ bảo là gì Ô đội nhóm tôi không biết ơn tôi Bởi vì ngay cả bạn còn chưa biết ơn mà bảo sao Ngay cả bạn còn chưa có lòng biết ơn Thì làm sao mà đội nhóm của bạn biết ơn được Đúng không ạ Và cái văn hóa Của câu lạc bộ Mà thiện học tập phát triển Đó là gì Cái văn hóa tại sao mà Phát triển bền vững như vậy vậy Thu hút được rất nhiều nhân tài Đó là gì Bởi vì nó xuất phát từ lòng biết ơn bởi vì người nào có lòng biết ơn thì người đã thành công cực kỳ lớn còn người nào không có lòng biết ơn thì sao không bao giờ thành công bền vững được anh chị để ý đi để ý đi kiếm tiền bao nhiêu cũng vậy mà không có lòng biết ơn thì cỡ nào nó không đi xuống cái này ừ. đúng không ạ à? là vậy một số anh chị cứ nói là cứ chọn sản phẩm trước chọn sản phẩm trước kinh doanh sản phẩm gì cho chị kinh doanh với nhưng không phải đâu anh chị chúng ta phải chọn đối tác trước bởi vì sao ạ à? dù anh chị đang làm chủ hay là đang mong muốn khởi nghiệp đi thì hãy lưu ý người giỏi thì làm gì cũng giỏi <laughs> người tài thì làm gì cũng tài đó không ạ à? một chiến lược có hay như thế nào á mà giao trong tay cho cái người là gì không có khả năng thì cũng thất bại đưa một cái sản phẩm số một thế giới đưa cho cái người không có năng lực thì cũng thất bại nhưng mà một chiến lược nó còn thiếu sót một chút nhưng mà đưa vào cái tay người giỏi á, thì cỡ nào cái chiến lược đó nó cũng hoàn hảo một cách tuyệt vời cho nên là vậy thì em phải nói là gì đầu tiên là phải chọn đối tác trước được không ạ à? hợp tác với những người nào dám nghĩ dám làm dám hành động được không ạ à? dám nghĩ dám làm thì lúc đó chúng ta mới ra kết quả được còn bây giờ hợp tác với những cái người gì ạ thôi học tập phát triển bản thân khó lắm thôi kinh doanh bán hàng hả chắc chị không bán được đâu đi gieo hạt hả thôi chị mệt lắm em ơi chị ơi đi tới hội thảo với em thôi chị lười lắm chị ơi sáng dậy sớm học tập phát triển bản thân lúc 4 rưỡi thôi em học đi Chị không rảnh Hợp tác với những người đó thành công được không ạ? À? Rồi anh chị có mệt không ạ? À? Thiện thật sự thiện không... Hợp tác làm việc với thiện Thiện có nhắc ai á Ít khi nhắc lắm Không có nhắc Tự động hết Tự động làm Ok Chưa có kết quả đúng không? Thì, thì tự nhiên họ tự làm à Mình cái việc của mình là gì? Tập trung chính mình làm gương và truyền cảm hứng lãnh đạo là như vậy chứ phải lãnh đạo là ngồi chỉ tay năm ngón ô làm 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 em ơi làm 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 không mình không thể nào bắt buộc người khác làm trong khi họ không muốn được anh chị mình không thể nào giúp một cái người trong khi họ không muốn được họ muốn thì mình mới giúp thôi ờ, còn họ không muốn thì mình không thể nào giúp được họ được cả được không ạ bây giờ đi kinh doanh là muốn tạo ra kết quả lợi nhuận đi kinh doanh muốn tạo ra tài chính mà Bây giờ người ta không làm thì lấy đâu ra kết quả Không gieo thì lấy đâu ra mà gạt Lấy đâu mà có tiền Đúng không ạ à? Rồi Quy luật thứ hai trong luật nhân quả Đó chính là gì gieo. gieo thì chắc chắn gạt Không bán hàng thì chắc chắn là không có cái doanh số rồi Không marketing là chắc chắn là không có khách hàng rồi Anh chị hiểu lý do tại sao doanh nghiệp ngoài kia Họ chưa kiếm được tiền chưa Anh chị hiểu lý do tại sao mà Mình làm bục mạch từ sáng tới 10 giờ đêm một ngày mười mấy tiếng đồng hồ Làm chủ Nhưng mà làm cả thứ bảy chủ nhật luôn Nhưng mà mình chưa kiếm được tiền chưa Anh chị biết sao chưa Bởi vì không biết bán hàng nè Không chịu marketing nè Không chịu quảng bá nè Thì làm sao mà có khách hàng Ngày nào cũng làm những cái việc gì đâu Đó, Việc mình thích chỉ là việc mình thích thôi Nhưng mà sao ạ à? cái việc đó nó không tạo ra tiền thì có làm việc mình thích đi chứ nghe làm bục mặt từ sáng tới chiều nó cũng không tạo ra tiền đâu bởi vì sao hả? chúng ta dành quá nhiều thời gian cho cái việc là gì không giúp cho mình mang lại doanh số và lợi nhuận chúng ta rất là thích làm cái việc đó nhưng mà sao hả? cái việc đó đâu tạo ra kết quả đâu được không ạ gieo thì chắc chắn gạt anh chị gieo thì chắc chắn gạt gieo hành động thì gạt kết quả hành động hôm nay có thể hôm nay anh chị hành động có thể hôm nay anh chị đi tư vấn cho một người khách hàng chăm sóc một người khách hàng có thể là ngày hôm nay anh chị đi nhắn tin cho 10 người khách hàng đi phát thư mời cho 10 người khách hàng biết đến sản phẩm dịch vụ của mình ngày hôm nay chưa có không sao ngày mai tiếp tục làm gấp đôi tiếp cận 20 người Ngày mai chưa có không sao. Tiếp tục gieo đi. Và anh chị hãy nhớ quy luật của nhân vả, quả là gì. đã gieo thì chắc chắn gạt. Được không ạ? À? Cho nên là đừng nói là ngày hôm nay chị đi gieo hạt 10 người. Ngày hôm nay chị đi à, gặp 10 người khách hàng rồi. Nhưng mà không có ai quan tâm đến sản phẩm của chị hết. Chắc là chị kinh doanh không được. Chị chán quá. Chắc chị nghỉ đây. Chị bỏ cuộc đây. Thì nói với anh chị là người nào mà kinh doanh giỏi. Người nào bán hàng xuất sắc á thì người đó là cái người bị nhiều lời từ chối nhất đó. được không ạ phải gieo thì mới có gạt chứ và anh chị yên tâm đi. gieo thì chắc chắn gạt có thể là anh chị gieo cho 10 người đó 10 người đó không mua sản phẩm dịch vụ của anh chị đi nhưng mà sao họ giới thiệu bạn của họ cho anh chị anh chị gặp nhiều trường hợp như vậy chưa cho nên là yên tâm đi có gieo thì chắc chắn gạt phải kiên trì mỗi ngày Đúng không phải ngày hôm nay gieo xong mai chưa thấy quả đâu hết. Bởi vì anh chị hình dung là gì à? Cái việc gieo hạt á không ai mà bây giờ ngày hôm nay mà anh chị gieo cái nắm lúa xuống ở dưới đồng. Và ngày mai anh chị nói rằng là ngày mai lúa nó lên để cho tôi đi gặt quả lúa, gặt lúa để cho tôi à, thu hoạch lúa tụi ăn Không có anh chị. Ít nhất là sao ạ? À? Phải 4 tháng đến 5 tháng mới gặt lúa. Đúng không ạ? hoặc là anh chị đi trồng một cái cây nào đó đi thì sao anh chị phải gieo trồng ít nhất là có nhiều cây là 6 tháng có nhiều cây là một năm có nhiều cây là hai ba năm mới thu hoạch được và cái thu hoạch đó quả nó ngọt không à quả ngọt hay chua là do mình gieo cái hạt giống mình gieo nữa nhưng mà chắc chắn là khi mà anh chị gieo thì phải có cái thời gian để nó sinh sôi nảy nở nó phát triển nó nảy mầm nó lên cây nó ra hoa rồi nó ra quả chứ ngày hôm nay gieo mà ngày mai muốn gặt ngày hôm nay là gì ạ? Cứ muốn kiếm tiền nhanh, tiền nhanh ở đâu ra? Chiều 5 giờ rồi chiều 4 giờ đó, đánh đề, đó. tiền nhanh có một chuyện là gì? Đánh đề này, đá gà này, đánh bài này, đúng không ạ? hoặc là gì? Nay không có đánh bài offline nữa, hoặc là không có đánh bầu cua offline nữa, hoặc là không có chơi số offline nữa. Nay sao ạ? Có nhiều cái mới hơn, bởi vì công nghệ phát triển, thông tin công nghệ phát triển chơi nha muốn có tiền liền đúng không em ơi chị ơi vô đây lãi 20% sáng đóng vô một triệu chiều lãnh lại 2 triệu và cho thiện hỏi là bao nhiêu trong số anh chị nè là trước khi mình nhận được cái số tiền lợi nhuận lớn đó, đó, có phải anh chị đã mất rất nhiều tiền rồi đúng không ạ ngày hôm nay ok vô 1 triệu đúng không có thể chiều trả 2 triệu ok tuyệt vời tạo niềm tin trước tạo niềm tin trước anh ơi, tuyệt vời không? Tuyệt vời không? Mai thêm đi anh. Ồ, thêm à? OK, hai triệu. À chiều, ô cũng cắt tiền về 30% mươi phần trăm thật. Ô, tin 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 đúng không ạ? Và Bắt đầu sao ạ? Về nói với anh chị em nhà mình. Em ơi, bây giờ anh nói thiệt với em là đi làm nữa. Nó không có được kiếm được nhiều tiền đâu. Anh rủ em chơi cái này này. Không cần làm gì hết. Sáng đưa tiền, chiều có tiền liền. Bắt đầu sao ạ? bạn bè cô chú bác kéo vô đưa tiền đẩy đưa tiền đẩy tôi đi làm giùm chó đôi đi làm chiêu là đưa tiền liền rồi sao ạ số đỏ số hồng đồ gì cắm hết luôn rồi xong chiều sáng chuyển xong rồi gọi là gì Thôi bao quý khách hiện tại bao quý khách hiện tại không liên lạc được xin quý khách đừng gọi lại nữa sao ạ xí bùm bùm rồi mất rồi bay rồi có nhiều anh chị bay nhiều ở nhà rồi Nhiều anh chị bay nhiều số đó rồi Không có cái gì mà muốn ăn liền hả? Mì ăn liền hả? Hãy nhớ là mì tôm ăn liền nó không có tốt cho sức khỏe nha. Ăn mì tôm nó có nhiều calo lắm nha. Ăn mì tôm nó có nhiều cái chất không tốt cho cơ thể nha. Không có tốt cho sức khỏe nha. À, đừng gọi là gì ạ? À? thấy người ta là ô thành công nhanh có cái này có nhà có xe có cửa đừng muốn thành công nhanh. Đặc biệt là những người anh chị mà chưa có tư duy, chưa có kiến thức đó, không có hiểu biết đó. mà đi 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 kinh doanh đi đầu tư mà không có hiểu biết đó, thì cẩn thận nha. Mà chắc chắn 100% là không an toàn rồi đó. Và trong cái việc mà quản lý tiền đó, thì có một cái tư duy như thế này nè. Tiền nó sẽ đến với những cái người chủ biết quản lý nó thôi được không ạ à? và có một cái nữa như thế này nè nếu như bạn muốn đầu tư kinh doanh mà bạn chưa hiểu rõ về cái việc đầu tư kinh doanh đó thì đừng nên làm bạn sẽ bị mất tiền đó hãy hỏi ý kiến của những người kinh doanh những người thành công đi trước được không à? mà kinh doanh thành công những người thành công ở đây là những người thành công thực sự được không ạ à? Anh chị phải quan sát Đó là những người thành công thực sự Chứ không phải là Họ thành công là lên xuống Lên xuống Lên xuống như thế này Hoặc là họ Chỉ là cái bề ngoài thôi Thành thành công thực sự nha Nhớ nha Cho nên là trước khi làm cái gì Cũng phải có sự hiểu biết Và kiến thức kìa anh chị Trong việc kinh doanh đầu tư cũng vậy Kinh doanh mà không tạo ra lợi nhuận là Chắc chắn là chưa có học kinh doanh rồi Chưa biết có học bán hàng rồi Chưa có học quảng bá rồi Đúng không ạ à? cho nên là gì ạ gieo thì chắc chắn gặt nha có hành động thì có kết quả có hành động thì có đích đến chiến lược hay sản phẩm tốt nhưng mà không hành động thì nó cũng không ra kết quả mà hành động mà không có tư duy thì nó cũng không ra kết quả luôn bây giờ anh chị anh chị hình dung là gì một cái người mà họ tràn đầy động lực họ tràn đầy năng lượng lúc nào không được khi thế thành công hết á nhưng mà cái đầu của họ không có không có xíu kiến thức nào hết đó Họ hành động một cách điên cuồng. Thì sao ạ? À? Thì bạn sẽ có một cái người không thông minh tràn đầy động lực. Đúng không ạ? À? Bây giờ anh chị tràn đầy động lực rồi, nhưng mà anh chị có tư duy, kiến thức trí tuệ và anh chị hành động với cái năng lượng tràn đầy đó nữa. Thì kết quả lớn không ạ? À? Kết quả cực kỳ thành công luôn. Còn tràn đầy động lực mà hành động theo cái sự ngu muội á thì nó tạo ra hậu quả đó nha. Được không ạ? À? Cho nên là gì ạ? Gieo thì chắc chắn gạt có thể là ngày hôm nay anh chị gieo anh chị chia sẻ về cái 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 uh, những cái sản phẩm dịch vụ của mình cho người khác á, họ không đón nhận không sao cả, đừng bỏ cuộc. Tiếp tục đi. Ngày hôm nay 10 người từ chối, mai gieo tiếp 20 người, ngày mai 20 người từ chối, gieo tiếp 30 người. Và có một câu mà ông uh, tỷ phú là ronaldo gọi là nhà gọi là tỷ phú là ronaldo nói là gì à? khi mà tôi đá một cái quả bóng mà không vào trong khung khung lưới khung thành á, theo anh chị là ông sẽ làm gì? Ồ, ông không có mất năng lượng đâu ạ. À. khi mà ông nói rằng là khi mà tôi đá một cái quả bóng mà không vào trong khung thành á, thì cái năng lượng của tôi tăng lên hai trăm phần trăm, chứ không phải là ông mất năng lượng rồi chán quá buồn quá thôi chắc không thành công được đâu đó là tư duy nhà vô địch đó. bây giờ gieo 10 người không có thì sao gieo 20 người gieo 20 người không có thì gieo 40 người ngày hôm nay gọi điện 10 khách hàng chưa có ai mua hàng của mình thì sao ngày mai gọi tiếp 20 người làm đến khi nào có kết quả thì thôi anh chị hình dung được không ạ à? có gieo thì chắc chắn ngạc cứ gọi đi biết đâu vũ trụ hậu thuẫn là gì ngày hôm nay người đó không mua nhưng mà sao ngày mai có người khác tới mua không biết được vũ trụ hay lắm vũ trụ rất công bằng không hành động thì không có kết quả nhưng mà hành động thì chắc chắn có kết quả hiểu rõ luật nhân quả thì anh chị cứ làm yên tâm đi thoải mái đi cứ làm đi hành động đi và cái yếu tố thứ ba nữa là gì ạ chúng ta cần phải có xây dựng một kế hoạch chiến lược rõ ràng và cụ thể. Được không ạ? Xây dựng cái kế hoạch chiến lược một cách thận trọng và cái chiến lược đó nó phải mang lại kết quả. Được không ạ? Nó là một phần cực kỳ quan trọng trong luật nhân quả anh chị. Lập kế hoạch để chúng ta biết rằng là gì, mỗi buổi sáng chúng ta thức dậy, chúng ta cần phải làm gì để đạt được mục tiêu của mình phải có kế hoạch chiến lược cụ thể và rõ ràng thì cái tỷ lệ thành công của chúng ta cao hơn. Và ông tỷ phú và bậc thầy triết học ông Jim Rohn có nói rằng là gì? Nếu như bạn không lập kế hoạch làm việc cho chính bản thân của bạn thì bạn sẽ rơi vào cái kế hoạch của người khác. Được không ạ? À? Và ông Jim John đã nói với ông mà yeah. Dạ ông Jim nói với ông mà Tony học trò của ông, nếu như mà ông không có một chiến lược cụ thể và rõ ràng cho cái cuộc đời của mình thì sao? thì sau này con của anh lại đưa tôi nuôi, đúng không ạ? Bởi vì cha mà ông có chiến lược cụ thể rõ ràng thì chắc chắn không thành công, không thành công thì chắc chắn nuôi con không thành công. nên là gì? Nếu chúng ta kinh doanh mà chúng ta không có kế hoạch cụ thể rõ ràng thì chúng ta sẽ không chuẩn bị cho cái sự thất bại, chúng ta sẽ chuẩn bị cho sự thất bại. Được không ạ? Anh chị phải có một cái bản đồ kinh doanh cho chính mình. Bao nhiêu đồng số anh chị ở đây đã có bản đồ kinh doanh cho chính mình rồi ạ. Anh chị đã có một cái kế hoạch cụ thể rõ ràng rồi ạ và anh chị có biết làm cái gì để tạo ra lợi nhuận rồi. Bao nhiêu anh chị muốn biết và muốn có cái kế hoạch kinh doanh rõ ràng để hai tháng cuối năm bứt phá tài chính trong công việc kinh doanh của mình thì có thể là comment tôi được không ạ? Bản kế hoạch kinh doanh thì sao ạ? Chúng ta sẽ chia sẻ trong câu lạc bộ của chúng ta trong cái buổi rèn luyện về kinh doanh doanh nhân được không ạ? Nếu như chiến lược đúng đó, thì chúng ta sẽ đạt được kết quả nhanh hơn và dễ dàng hơn. Còn nếu như mà chiến lược không đúng á, thì chúng ta sẽ nhận được cái quả đánh, đó. được không ạ? Nếu như chiến lược hiện tại của anh chị là đúng, đó, thì một năm, hai năm vừa rồi, ba năm vừa rồi nó đã có kết quả đúng rồi. Còn nếu như mà bây giờ kết quả không đúng mà chúng ta cứ kiên trì, cố gắng, nỗ lực, chăm chỉ làm việc với cái kế hoạch và chiến lược đó. Mà cái chiến lược hiện tại đang không tạo ra kết quả nha Thì bây giờ có làm cái chiến lược đó 5 năm, 10 năm nữa, 20 năm nữa Kết quả vẫn như vậy Bởi vì sao? Bởi vì những năm vừa qua Nó đâu có kết quả đâu Thì bây giờ bạn làm cách cũ Theo anh chị mình có kết quả mới không? Chiến lược cũ Có kết quả mới không? Tư duy cũ Có kết quả mới không? Không Bây giờ muốn có kết quả mới đúng không? thì mình phải có chiến lược cụ thể mới tư duy mới, kiến thức mới, hành động mới, chiến lược mới thì mới có kết quả mới được. Chứ bây giờ giữ chiến lược cũ, cách làm cũ thì có 5 năm cũng vậy mà 10 năm, 20 năm kết quả vẫn y chang. Và những anh chị nào cực kỳ thông minh khi đang học tập rèn luyện doanh nhân cùng với Thiện ha, anh chị đã có một cái kế hoạch lộ trình kinh doanh rõ ràng hết rồi. Và tại sao kết quả anh chị nhanh như vậy? Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã có kế hoạch làm việc cụ thể rõ ràng mỗi ngày. Chúng ta biết rằng mỗi sáng thức dậy chúng ta cần làm gì, chúng ta tập trung thẳng vô cái vấn đề luôn, chúng ta tập trung thẳng vô cái, cái cái việc làm đó luôn, rồi ra kết quả luôn, khỏi cái lan mang đủ thứ chuyện con cái rồi đủ thứ cái việc là ê, quản lý rồi nhân viên như thế này, nhân viên như thế kia, sản xuất như thế này, như thế kia. đúng không chúng ta tập trung đi thẳng vô trung tâm tạo ra lợi nhuận luôn. Tập trung làm đúng cái cách làm, đúng cái chiến lược để tạo ra lợi nhuận luôn. Được không ạ? Và thiện tặng cho anh chị một cái bí quyết nhỏ này Để mà thành công trong kinh doanh anh chị Thì yếu tố thiền chốt là gì? Marketing Bán hàng Giỏi hai việc này Tạo ra tiền Dành 80% cho hai việc này đi Và chưa biết cách học ở đâu Thì học cùng thiện Và những anh chị câu lạc bộ ờ, Không biết Bởi vì sao ạ? À? Có nhiều người họ cũng khao khát thành công lắm nhưng mà họ không biết con đường nào hết Họ đi tìm những kiếm con đường thành công Trong vô vọng Họ không biết con đường nào để cho cái cuộc sống kinh doanh của họ Kết quả kinh doanh của họ đi lên Họ bị rối rắm Họ bị bối rối trong cái thị trường Thay đổi quá nhanh như thế này Khách hàng của họ ngày hôm qua có Muốn ngày hôm nay tới chốt Nhưng mà vẫn không chốt được Vẫn không mua hàng luôn Đúng không ạ? Nhiều, nhiều tháng trước thì khách hàng rất đông nhưng mà không biết tại sao trong giai đoạn này khách hàng đi đâu hết, đúng không ạ? Và nhiều anh chị rất là bó rối trong cái, cái 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 tình hình kinh tế diễn ra như thế này và không biết cái phương hướng định hướng chiến lược nào đi. Thì gặp rất nhiều người, rất nhiều anh chị đang bó rối trong việc này. Bởi vì sao? Anh chị không có một cái người dẫn đường, anh chị không có một phương hướng định hướng chiến lược cụ thể rõ ràng. Nó rối như tơ dò như thế này, này. Bây giờ nó rối rồi là nó cứ rối hoài vậy đó. Trừ khi nào Có một cái người nào đó Họ đã đi qua giai đoạn này rồi Họ đã có phương hướng chiến lược Đã giúp cho rất nhiều người thành công rồi Thì sao ạ à? Mình học theo người đó luôn Họ chỉ cho Họ vạch ra cho anh chị một con đường Nó tươi sáng hơn Còn bây giờ không biết Rồi mà cứ ngồi đó Không chịu làm Mà cứ ngồi cầu người <laughs> Rồi nó bị áp lực về tài chính nữa chứ Đúng không ạ à? Vậy thì bây giờ phải đi học đi đúng không? phải đi học cái cách mà mình chưa biết đó để mình tạo ra kết quả và hiện tại anh chị nào hiện tại anh chị nào đang rèn luyện làm marketing video với thiện nè thì có thể là comment số 1 được không ạ còn những anh chị nào chưa rèn luyện thì sao vô rèn luyện thôi vô rèn luyện doanh nhân cũng có thiện đào tạo rèn luyện hỗ trợ hướng dẫn chia sẻ bí quyết trời hôm bữa giờ là rèn luyện về làm video vui lắm anh chị hôm bữa giờ rèn luyện anh chị nào á mà chưa có trong nhóm rèn luyện cùng với thiện á thì sao thiện có để lên đăng ký trên nhóm á mình vô mình học tập mình rèn luyện từ từ mình rèn luyện về tư duy trước rồi những anh chị nào mà đang rèn luyện trong kinh doanh cùng với thiện đó hoặc là những rèn luyện trong nhóm doanh nhân á thì sao ạ à? rèn luyện video cùng với thiện trời thiện chỉ làm video vui lắm hôm bữa là có mấy anh chị là làm video rồi anh chị thấy là tự dưng hôm nay là Ở trên anh chị cứ lướt lướt Tại sao lại thấy rất là nhiều người cứ làm cái video như thế này Làm video giống thiện quá Làm video giống doanh nhân bích theo quá Đúng không ạ Chúng tôi đang luyện đó Ồ đang ẩn mình để luyện Để luyện sao Giỏi kỹ năng làm video Giỏi kỹ năng live stream Giỏi kỹ năng uh, marketing lên Để ý nha Chứ vậy là cái gọi là gì ạ? Cái xu hướng làm video chia sẻ tư duy uh, gì? xây dựng thương hiệu cá nhân sao nó na ná giống Thiện thì biết rằng là gì? Ồ, oh, biết, biết 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 ai hỗ trợ rồi đúng không? Biết biết ai hỗ trợ làm rồi đúng không? <laughs> đúng không ạ? À? Đó, những anh chị nào mà chưa học tập rèn luyện cùng với Thiện thì học tập rèn luyện đi, Thiện sẽ hỗ trợ cho anh chị làm video, kỹ năng làm video. Làm sao mà để khách hàng gặp anh chị là phải mê luôn. Đúng không ạ? À? Nam nữ gì cũng được hết á chưa giỏi thì luyện thôi đó mà chưa giỏi luyện có một số anh chị làm làm video với thiện vui lắm mà trước tới giờ đâu có, có dám mở miệng ở đâu ngồi nói mà, miệng rung à ngồi rung cặp 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 luôn nhưng mà sao à nay luyện có một số cô cũng lớn tuổi rồi 50 rồi 60 rồi đó mà nhưng mà luyện video trời ơi chia sẻ những cái tư duy rất là hay rất là giá trị luôn à, họ hào hứng với cái việc luyện video luyện livestream làm sao mà livestream tràn đầy năng lượng làm sao mà có thể để cho làm video hoặc là livestream để sao là gì cho cái body language của mình đó, nó, nó nó gọi là thu hút hơn rồi không ạ miễn sao là gì ạ à? để cho nó về cái gì cũng phải luyện hết anh chị à, quan trọng đó, rèn luyện cho anh chị ở đây là gì rèn luyện cái những kỹ năng kỹ năng thì rèn luyện được được không ạ? nhưng mà nó chỉ chiếm nó có 30% thành công thôi. nhưng mà vào đây á, học tập rèn luyện của với thiện á, là rèn luyện ở cái này là chủ yếu này bởi vì kỹ năng tốt nhưng mà tư duy là tư duy của người chưa giàu thì bạn có livestream 30 ngày bạn livestream 6 tháng nó cũng có tiền được nó cũng có kết quả thành công trong kinh doanh được cho nên là luyện cái này là chủ yếu này anh chị hình dung được không ạ luyện cái này là chủ yếu này cho nên vô học với thiện đầu tiên là phải liệu cái này trước Kỹ năng thiện sẽ hỗ trợ luyện tiếp theo Được không ạ? À? Chứ anh chị thấy không ạ? À? Có nhiều người họ kinh doanh, họ live stream và bán hàng Thấy bán live stream thì hôm bữa có chị kia live stream từ 7 giờ tối đến 11 giờ đêm bán một đơn hàng Live hoài luôn, tối nào cũng live luôn Thấy live kiên trì thật chứ Nhưng mà tại sao? Không có, không có lợi nhuận, không có đơn hàng Ồ, ừ, cái đó là mấy chúng ta phải phải xem xét lại nha. Thì thấy có nhiều anh chị cũng khát khao kinh doanh thành công lắm. Không phải là anh chị cầm cái sản phẩm lên là người ta mua liền đâu. Phải có cái chiến lược đúng. Quan trọng bạn là ai? Đúng không? Quan trọng bạn là ai? Không phải ai kinh doanh, ai cũng... Xin chào mọi người. Hôm nay, sản phẩm của tôi là cái ly này. Bạn hãy nhấn vào giả hàng để mua cái ly này nhé bạn là ai bạn là ai bạn bán được cái ly này à, nó phải có tư duy chiến lược cụ thể rõ ràng chứ không phải cứ nghĩ là livestream làm video là là tạo ra được cái lợi nhuận trong kinh doanh đâu khá gì anh chị thấy không? có nhiều cái cái rất là nhiều người họ họ, họ 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 bán hàng đó họ live stream ngoài, không có đơn hàng đâu đó mà quan trọng là chúng ta phải có tư duy chiến lược đúng cụ thể rõ ràng chúng ta học ở đây là chúng ta học tư duy chiến lược kinh doanh thành công được không ạ à? còn rèn luyện video rèn luyện live stream thì cái đó là mấy cái cơ bản chúng ta rèn luyện sau được không ạ à? còn quan trọng là phải chỉnh lại cái này này chỉnh lại cái tư duy cái niềm tin về kinh doanh cho mình và người thầy của thiện là bắt đầu trong tháng 12 này bắt đầu chia sẻ về tư duy chiến lược kinh doanh của một doanh nhân chạm tay hóa vàng của một người triệu phú thành công thực sự được không ạ à? Thì đầu tháng 12 này chuẩn bị học Hiện tại là hôm bữa giờ là đang rèn luyện video á Cho nên là hôm bữa giờ các ơn anh chị làm video rất là vui Thì rất là hào hứng khi mà mình à, Giúp cho anh chị đang rèn luyện video rất là vui luôn Những anh chị nào mà Mà, mà, mà chưa tham gia nhóm để rèn luyện cùng với Thiện đó, Thì tham gia chúng ta cùng nhau học tập thay đổi trước đi nha Thay đổi đi Bây giờ bởi vì Kinh doanh thì mới tạo ra lợi nhuận Kinh doanh thì mới tạo ra tiền thôi Và cái thời điểm này á nó là một cái cơ hội, nó là một cái mỏ vàng để giúp cho anh chị thay đổi cuộc đời của mình thành công về tài chính. Đúng không ạ? À? Bây giờ bạn không chịu nắm bắt, bạn không chịu hành động. Thì sao ạ? À? Có 5 năm nữa bạn cũng không thành công được. 5 năm nữa bạn sẽ thấy những người mà học tập cùng với thiền họ sẽ rất thành công. Học tập cùng với câu lạc bộ họ sẽ rất thành công. Thiên thời địa lợi nhân hòa là do chúng ta quyết đó bây giờ có thiên thời địa lợi nhân hòa mà mình không hành động thì thiên thời thời địa lợi nhân hòa làm cái gì đúng không ạ? mình tạo ra cuộc đời của mình tôi tạo ra cuộc đời của tôi đúng không ạ? mình mình tạo ra cuộc đời của mình bây giờ mình không hành động thì cuộc đời của mình làm sao thay đổi được có làm thì có kết quả không không làm không có kết quả đúng không ạ? ở thời điểm này nhiều người nói trời ơi, thời điểm này dịch nè thời điểm nền kinh tế suy si thoái nè thời điểm này là À, như thế này như thế kia nó bán được hàng à, thời điểm này là tôi không có bán ra đơn hàng nào cả thời điểm này mà kinh doanh này sao thành công được thì nói với anh chị là từ năm 2021 tới bây giờ thị trường như thế nào khó khăn không khó khăn đúng không nền kinh tế sao suy thoái đúng không nhưng mà tại sao anh chị thấy là nếu anh chị theo dõi thiện từ năm 2020 tới bây giờ và những anh chị câu lạc bộ của chúng ta tới bây giờ á tại sao trong những cái năm mà nó chưa dễ dàng á người người ngồi kia họ không thành công nhưng mà tại sao câu lạc bộ chúng ta vẫn thành công phát triển liên tục trong những năm vừa rồi vừa à, rồi người ta còn lo lắng về công việc kinh doanh của họ đúng không ạ à? mới đi châu âu về câu lạc bộ chúng ta mới đi châu âu về tận hưởng cái lạnh của Paris tận hưởng uh, gọi là núi tuyết tại thụy sĩ gọi là uh, tiếp tục là gì uh, ngồi mình có thể là Ăn tối và ngắm anh tối trên dòng sông Sen và mình có thể là ngắm tháp Eiffel buổi tối tại Paris, tại Pháp. Trời ơi, rất là hạnh phúc. Thì nói với anh chị là thiên thời địa lợi nhân hòa lúc nào cũng là thiên thời địa lợi nhân hòa đó. Nhưng mà quan trọng bạn là ai thôi. Quan trọng tư duy bạn tới đâu. Cái người giỏi thì trong thị trường lúc nào cũng giỏi đó. Người giàu thì họ luôn nhìn thấy cơ hội trong mọi vấn đề. Còn cái người chưa giàu thì họ nhìn thấy vấn đề trong mọi cơ hội. Anh chị hãy nhớ nha, nhớ câu này. Người giàu thì nhìn thấy cơ hội trong tất cả vấn đề. Người chưa giàu thì nhìn thấy vấn đề trong mọi cơ hội. Ờ, quan trọng là cái tư duy của mình tới đâu á, mình nhìn thấy cái đó. Người giàu thì họ thấy gì? Ồ thị trường như thế à. Họ biết rằng là gì? Cái vấn đề nó đang xảy ra thì bởi vì sao ạ? À? Vấn đề thì nó luôn luôn nằm ẩn sâu. Vấn đề lúc nào nó cũng sẽ gì ạ? À? Cơ hội nó cũng sẽ lúc nào nó cũng nằm sâu cái lớp vỏ bọc gọi là vấn đề hết. Được không ạ? À? Cho nên người thành công họ biết là gì? À thị trường xảy ra cái vấn đề này đúng không? Thì họ sẽ đi tìm thêm, họ tìm xem thử là sau cái cái vấn đề này nó là cái cơ hội gì lớn lắm nè. Thì người thành công họ sẽ luôn đi tìm kiếm cơ hội và họ nhìn thấy cơ hội, họ nắm bắt cơ hội và họ thành công. Còn cái người mà họ không thành công à ôi trời ơi vấn đề này, vấn đề kia, vấn đề nọ, quá trời vấn đề luôn. Rồi họ cứ nhìn vào vấn đề và họ chấp nhận cuộc sống khó khăn. Họ chấp nhận cái cuộc sống đó Được không ạ à? Và họ nói rằng là cuộc đời này nó không tuyệt vời Nhưng mà thật sự sao ạ à? Nó đến từ ai ạ à? Nó đến từ mình <laughs> Nó đến từ mình Anh chị hình dung được không ạ à? Cho nên là sao Anh chị nào mà nói này Ôi cơ hội Cơ hội là gì ạ à? Cơ hội là cái bạn mới giới thiệu cho chị là Ê chị ơi Đầu tư như hôm nay như Mai trẻ 30% lợi nhuận chị Thiện nói không có cái cơ hội nào mà nó đưa đành rành trước mặt nó đưa ăn nè. Hai cơ hội này cơ hội này bánh này ăn đi, bánh này ăn đi. Không có đâu anh chị. Chúng ta phải tỉnh táo lên, tỉnh thức lên. Chúng ta ở đây là học tập phát triển bản thân có tư duy, kiến thức thành công. Kinh doanh thực sự, chúng ta làm việc chúng ta dựa theo cái khách hàng gì, thực sự chứ đừng có nhìn vào những cái lợi trước mắt. Nó 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 phi thực tế. Được không Nhìn vào những cái lợi nó phi thực tế Nó không có cụ thể rõ ràng Thế bây giờ thì hỏi anh chị nè Bây giờ anh chị đầu tư Trả 30% lãi đúng không? Thì nói với anh chị nếu như một cái dự án thật á Nếu như một cái một cái doanh nghiệp á Mà dự án thật á Hôm nay anh chị đầu tư Cuối tháng trả 30% lãi đúng không? Nếu như một dự án thật á Họ đi vay ngân hàng Cái 9%, 10% Không tốt hơn hay sao? đi vay tiền anh chị làm gì và quan trọng là em thiện hỏi anh chị này làm cái gì để kiếm được 30% lợi nhuận một tháng những doanh nghiệp thành công à, mỗi năm của họ khao khát lắm, lắm 10% lợi nhuận là họ mừng thấy bà cố rồi những doanh nghiệp thành công anh chị có đọc thông tin đó, cái doanh nghiệp nào thành công là tồn tại trên 5 năm cái mong ước của nhà họ lớn nhất là gì mỗi năm như vậy là 10% lợi nhuận là họ mừng mừng ghê rồi đó. Anh chị hình dung được không ạ? À? Cho nên là phải tỉnh thức lên. Tỉnh thức lên, chúng ta làm việc thực tế, chúng ta học tập phát triển bản thân. Không có một cái hành trình thành công nào trải đầy hoa hồng cả, thiện chưa thấy. Được không ạ? À? Chắc chắn nó sẽ gặp những cái vấn đề khó khăn thử thách và bây giờ chúng ta phải học tập phát triển bản thân để chúng ta vượt qua những cái vấn đề đó. Chúng ta thành công lên. Bạn vượt qua bạn thành công, bạn vượt qua. Bạn không vượt qua, bạn ở lại. Rồi tuyệt vời Ngày hôm nay live stream cũng khá lâu nha Gần hai tiếng hồ luôn à Hôm nay 3-4 ngày nay là chưa live stream chia sẻ cho anh chị Nhớ anh chị quá cho nên là nói hơi nhiều xíu đúng không Nhưng mà sao Có giá trị hay đúng không à? Biết đâu những bài học này giúp anh chị thay đổi thành công hơn như sao Biết đâu quay lại cảm ơn Đúng không ạ à? Ok đó Thì bây giờ tối ngày hôm nay thì chúng ta chia sẻ tới đây thôi Thì ngày mai thì sắp xếp, xếp Thì sẽ chia sẻ cho anh chị 3 ngày kinh doanh bằng bình... À, luật nhân quả được không ạ à? 3 ngày bây giờ thì thiệt à, thông báo ở trong nhóm thì có gì anh chị sẽ à, nhận thông tin ở trong nhóm rồi chúng ta sẽ à, xem trực tiếp độ là like trực tiếp như vậy nó như vậy thì nó vui Đó là like trực tiếp như vậy thì nó vui Ok rồi Xin chào hẹn gặp lại tất cả các anh chị ha thì những anh chị nào mà chưa đã, có trong nhóm học tập chưa như được à, thiện hỗ trợ và chia sẻ những kiến thức tuyệt vời hơn Bây giờ anh chị muốn học tập để có những kiến thức tuyệt vời hơn thì anh chị có thể đăng ký tham gia nhóm học tập của chúng ta à, của thiện ha, của Mr. Văn Thiện để chúng ta cùng nhau học tập rèn luyện bản thân của mình mỗi ngày được không ạ? À? thì câu lạc bộ hàng ngày có các cái buổi chia sẻ nhằm tạo ra một cái môi trường một cái cộng đồng giúp cho anh chị ở đây có một cái môi trường phát triển bản thân à, sáng thì bốn giờ rưỡi ngày mai thứ hai nó sáng thì bốn giờ rưỡi thì chúng ta sẽ học đến sáu giờ rưỡi à, trưa thì 12 hai giờ học tới 10 một giờ rưỡi Tối thì 8 giờ thì chúng ta sẽ học. À, 8 rưỡi thì 8 giờ chúng ta sẽ học đến 10 giờ. Thì câu lạc bộ hàng ngày có ba cái khung giờ chia sẻ như vậy. Thì anh chị nào muốn tham gia trực tiếp trong Zoom của câu lạc bộ luôn. Thì chúng ta có thể đăng ký tham gia trong nhóm học tập. Thì anh sẽ hỗ trợ sát sao hơn. Chia sẻ anh chị thêm những cái kiến thức. À, để anh chị có thể lên kế hoạch mục tiêu cụ thể rõ ràng. À, chúng ta biết hành động làm cái gì. Để chúng ta tạo ra kết quả. Bởi vì còn có 2 tháng nữa thì cuối năm rồi. À, cho nên là công việc kinh doanh mà nó nó chưa phát triển á thì xem lại cách làm và chúng ta học cách làm mới đi đừng có giữ tư duy cũ cách làm cũ nữa đừng có giữ cái tôi của mình nữa mình làm cách mới để cho có kết quả mới đi được không ạ rồi ok hẹn tất cả các anh chị làm à, chúng ta học tập phát triển cùng với nhau mỗi ngày nha để chúng ta đưa cái công việc kinh doanh tài chính của mình à, thay đổi bức phá hơn rồi à, xin chào hẹn, lập, hẹn, hẹn gặp lại tất cả các anh chị hôm bữa chưa nói nay tự nhiên nói lại nó chưa quen miệng lắm <laughs> Hôm bữa là chưa nói thiện thì có một điều vui như thế này khoảng năm bữa mà không live stream là tự nhiên lên nói lại cái là tự nhiên nó hơi bị bị liếu liếu cái miệng xíu <laughs> nhưng mà live stream mà ngày nào cũng live là tự nhiên lên nói không vắt một chữ luôn anh chị à... còn trước kia biết sao không thiện chưa được rèn luyện trong nhóm doanh nhân của câu lạc bộ á. lên ngồi live stream mà tôi nói là bộ hoài nó đổ nhễ nhại luôn á live stream mà ngồi nóng thấy bà luôn á live stream mà ngồi rung lắm nói không ra chữ nhưng mà sao? Được luyện mỗi ngày cùng với anh chị em câu lạc bộ Ở ngoài kia anh chị học á Anh chị về anh chị tự làm Nhưng mà ở câu lạc bộ chúng ta học Chúng ta có môi trường Chúng ta rèn luyện cùng với nhau à, Trong nhóm rèn luyện về video à, Của Thiền á Thì mới gia nhập thêm một vài anh chị mới Thì hiện tại nhóm à, rèn luyện về video Riêng làm marketing Nhiều anh chị thích làm video thì làm Còn nhiều anh chị không thích làm thì mình làm chiến lược khác à, Cũng có khách hàng luôn À, làm video thì nó, nó, nó tiếp cận nhiều hơn thay vì bây giờ mình đăng một cái bài đăng mình đăng một cái bài đăng thì anh chị có thể tiếp cận 5 người 7 người đúng không ạ một video tiếp cận trăm ngàn người cái nào tạo ra kết quả nhanh hơn một video tiếp cận một triệu người xem cái nào nhiều khách hàng hơn thế bây giờ có biến thu nhập một năm trở thành thu nhập một tháng được không nếu như anh chị nào nghiêm túc học tập những chiến lược tư duy kinh doanh rồi làm video cùng với thiện nữa thì anh chị thấy là sau 30 ngày sau 2 tháng rèn luyện thì anh chị thấy kết quả ngay à ồ nó vậy đó kết quả nó vậy đó ồ, đúng không ạ rồi ok tuyệt vời cảm ơn tất cả các anh chị tối ngày hôm nay đã xem trực tiếp trên các cái kênh à, fanpage cũng như là tiktok của thiện ha rồi ok à, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị vào ngày mai tối tối ngày mai đi, ok tối ngày mai thì ok thiện xếp xếp thời gian khoảng 7 giờ rưỡi thì thiện sẽ livestream, ok chị sẻ anh chị ha rồi chào hẹn gặp lại tất cả các anh chị nha à, sáng mai thì bốn giờ rưỡi anh chị nào muốn thức dậy sớm cùng với thiện thì chúng ta thức dậy sớm chúng ta uh, học tập phát triển bản thân ok rồi xin chào hẹn gặp lại tất cả các anh chị nha ok xin chào mọi người